Được rồi, thì May cũng mừng à. Thì nó bị văng thôi à, chứ nó đâu có bị chặt nữa. Ừ. Thấy ghê không? Hú hồn không? May thay đồ đi. Vô lại nha mấy chị, tại vì cái mạng nó bị văng rồi đó. Cái Facebook bị văng rồi đó. Rồi tự ra, tự ra, tự bán đi. Mới lên lại. Chị vào lại chia sẻ lại giùm em mấy chị ơi. Trời đất ơi, đâu đẹp thiếu trời. Trời ơi. Cái nó biết vốn nhiêu luôn sao bán ở đây. Được ở hàng Quảng Châu mày ơi. Được 5 cái đầm nè. Biết nhiêu luôn mày. Bán 700 ngàn đi. Đầm này là tới 300 mấy, cũng bán 100 đi, bán mở hàng đi. Đầm giùm em mấy chị ơi, đầm Quảng Châu. Đầm Quảng Châu giùm em nha. 100 ngàn. Thôi đó giờ bự váy mà. Đầm Quảng Châu 100. Năm lăm, năm bảy. Năm thôi, bự bộ. 57, 57 đến 60kg vừa em mấy chị. Đầm. Đầm 100 giùm em. Đầm 100. Ai lấy lên đầm 100 giùm em nha. Nó bị văng ra mấy chị ơi, vô chia sẻ lại giùm em nha. Nó bị văng rồi. Chị Nguyên. Nguyên thôi, có đầm. Trang Lê có đầm 100 nha mấy chị ơi. Năm cái đó, cầm nó 300 vậy kệ đó, 100 ở hàng đi. 100 giùm em nha. 100. Tên đầm giùm em. Cái áo này bữa lại 79 rồi, bây giờ bán đại 59 mở hàng đi. Để tao đi thay đồ cái. Áo trắng 59. Nhà áo trắng 59. Áo trắng 59 giùm em. Bán đại mở hàng. Mai Thanh Nguyễn có đầm. Trắng giùm em nha, trắng. Trắng 7. Trắng 59 giùm em nha, trắng 59. Trắng 59 giùm em mấy chị. Đóng thùng với quần tây hay chân váy đều đẹp nha. Trắng 59. Trắng 59 giùm em. Trắng. Mấy chị có ai lấy bớ đi có thêm đầm. Em còn một đầm đi mấy chị, em còn một đầm. Mấy chị ai lấy bớ nam thì lên bớ nam giùm em nha. 90, 10 đo 90. Kèo quanh Nguyễn có trắng. Trắng 90 giùm em nha. Bớ nam 90. Bớ nam 90. Giới nam giùm em nha, lên lấy giới nam. Thì Quanh Nguyễn có trắng nha chị. Tố Ngô Cẩm đầm. Em hết đầm luôn nha mấy chị ơi. Tố Ngô Cẩm có đầm để em hết đầm. Túi đựng mền nha mấy chị ơi, túi đựng mền 45, nó bự lắm nha. Cao là 60kg vừa nha chị Tố Ngô Cẩm ơi. Túi đựng mền, túi đựng mền 45 giùm em. Vô lại đâu không em? 111. Rồi mới chị đụng đỡ, sợ tự nhiên đang lái chắn rồi trời. Ngay nước hoa nha mấy chị, nước hoa chân dài 70, nước hoa chân dài 70 giùm em nha. 30ml 70 ngàn. Quần lông mặt 100 ngàn. Quần lông mặt này bao nhiêu ký vừa? 40-60kg, 65kg luôn. Quần lông mặt đó chị đi biển được nha. Áo lông mặt là bà ra nha, có trắng và đen 50 cái. Áo lông mặt là bà ra trắng và đen 50 cái nha mấy chị ơi. Đi biển về đen quá, phe dạ hết lại em chốt đơn chị ơi, Trang gửi thêm giùm em luôn nha. Vô lại chút đi em, đáng lẽ em nghỉ mà thôi mấy chị cũng đang máu, em máu luôn. Thường thường văng vậy là em nghỉ luôn á. Mấy chị vô lại giùm em nha. Rồi bà ra lông mặt là trắng và đen nha, 50 ngàn. Ngộ nha.
Bà ra của lon mặt là trắng và đen 55kg vừa. Nó ren vậy là mềm mỏng nha. Bà ra 50 trắng và đen. Chị xoáy tỷ lấy quần đang mặc đi, chăm chăm thể cho má ăn cái quần khác đi nha. Rồi bà ra trắng và đen cho Trần Thủy luôn vào. Túi đựng mền 45, mấy chị mua hai cái thì lo lấy hai hình khác nhau cho. Nè mấy chị ơi, nè mấy chị, ê nó nghe mẹ vào cái bộ mà tan mỡ quên cầm qua rồi. Bộ tan mỡ là 100.000 là nguyên một cái áo với một cái quần luôn á mấy chị, để lên cho mấy chị coi. Hồi sáng lo tính để cái áo này lo để dành, lo bận chơi đi biển nữa, nhưng mà tự gì á 60kg vừa nè. Em thấy không lẽ giờ thấy đồ đẹp mà để dành nó kỳ quá chứ, thật sự quá đẹp. Chị Cúc có rồi nha chị. Đó. Trời em tưởng Cúc giận em luôn rồi chứ. Trời ơi. Cái này chị Cúc lấy đi chị, cái này là mặc lên là về là tình si, mặc về là đẹp vai, nó đẹp lắm. Cái này lon để khách yêu mình là 80.000 thôi, nhưng mà nó là hàng xịn nha. Mấy chị ơi, nó vải nó đẹp trời ơi luôn. Đẹp lắm luôn nha, 60kg vừa. 80.000 cái này đúng một cái nha. Hoa 60kg vừa. Đây, bộ tan mở là như vậy nè. 60kg trở lại vừa nha mấy chị. 60kg trở lại vừa, tan mở nguyên bộ là 100 nha. Rồi Hoàng Hạnh trước khách ơi. Hoàng Hạnh trước rồi. Hình như nó bị mất sóng cái gì, hình như nó văng ra luôn rồi. Nó văng ra luôn, nó mất tích luôn rồi. Bây giờ cái livestream nó bị mất luôn, mất tích luôn. Đó, nè mấy chị ơi. Bộ tan mở giá 100. Hai túi đựng mền. Em ơi, bà ra là của Hạnh nha. Ủa quên là cái áo của Hạnh nha. Cái áo đó có một cái mấy chị. Mấy chị đợi em đi, rồi để em khai trương khu hàng Quảng Châu cho mấy chị. Quảng Châu là tất cả những cái đồ đó là hàng đông, nó sale đẹp lắm mà hàng xịn luôn nha. Rồi chốt nha mấy chị ơi. Nè. Ê nó nghe nè, Vân Trần ngày hôm qua có Vân Trần ngày hôm qua bà kêu chốt cho bà là cái gì? Bộ tan mở 100.000 nha mấy chị ơi. 60kg vừa. 20 dán tường á, Vân Trần ngày hôm qua có không? Em còn nhớ ngày hôm qua Vân Trần có 20 dán tường không? Bà điện thoại rồi xong rồi cái tôi quên nói tụi bay nữa. Rồi à, không rồi á, coi cái bill của chị Vân Trần coi. Nè, mấy chị ơi, bộ tan mở để dành mặc tập thể dục, tập gym, mặc đi bơi, mặc chạy bộ, mặc tập thể dục, mặc ngồi thiền, ngồi mặc cái gì thì mặc mấy chị, nói chung là rất là dễ. Cái này là hôm nay nó luôn cả một cái áo tan mở luôn. Mấy chị ơi, đã lắm mấy chị ơi nha. Đó, nguyên một bộ như vậy là 100.000 nha mấy chị ơi, lên mã bộ tan mở. Đó, chốt giùm Long nha. Sắp mới ở đâu, sắp mới kế bên shop cũ. Sắp mới kế bên shop cũ. Kế bên shop cũ. Dạ thứ bảy nha chị. Ủa thứ sáu nha chị, thứ sáu nha. Có nha chị Linh ơi. Nè, bộ tan mở 100.000 đẹp lắm mấy chị ơi. Thứ sáu á. Ngày mai like xong là kéo mạng qua kia luôn á. Thì nó nghỉ kệ nó. Dạ, chồng coi mắt hả? Không sao đâu, kệ đi, có gì đâu. Nè, có 20 dán tường. Cái quần này nó đẹp dữ lắm, đây là hàng xịn nha mấy chị ơi. Nhưng mà cái này nó nhỏ là có chị xé thôi. Chị lựa thêm giùm em nha chị ơi, dưới 100.000 không có đi đâu. Dán tường là 10 miếng là 30.000, mua 20 miếng là 50.000. Mấy chị lên cho em là dán tường nha. 10 dán tường, 20 dán tường nha. Quỳnh Phương có dán tường, chị Bảo Như có bộ tên mở. Bây giờ cái quần này size S nè mấy chị. Cái quần này 200.000 nè, nhưng mà bây giờ Long có size S thôi, hàng của shop nè. Long bán tặng khách yêu 70.000 lẻ tay giùm em nha. Nhận đi rồi mới biết là lon thật hay không, tại vì đẹp lắm mấy chị. Nè mấy chị, cái này là túi đựng mền nè. Bự lắm, chứa cả thế giới mà. Bự lắm, 45.000 cái. Thí dụ mấy chị mua 2 cái lon lấy 2 hình, mấy chị mua 3 cái lon lấy 3 hình, nó khác nhau vậy thôi. Nhưng mà nó cái này nè mấy chị, ví dụ như bây giờ em nghĩ là nhà ai cũng cần. Thí dụ như mền, mùng, chiếu, gối, đồ chơi trẻ em, hay là luôn cả những người mà hay dời nhà trọ đó, người ta cần lắm những cái này, nó bự lắm, nó chứa bự lắm. Nó chứa lặt vặt xong mấy chị cột vút lại mấy chị cho lên xe. Thí dụ em nói thí dụ thôi nha. Còn nếu như mà ai mà nhà bề bộn đồ á mà gấu bông nào là các cái tùm lum la, nếu mà bỏ thì nó bụi.
đó. Quần nè, quần là 70 ngàn nè, kệ nó nhỏ ưu tiên đi. Có quần này là 45kg vừa nha mấy chế ơi. Nè nè nè, mấy chị, quần này 45kg quay về nha. Chị Trần Xe này cho em xin lại số với nha. Mai Nguyễn ơi, để xíu lon lên liền cho chị Mai Nguyễn nha. Mấy chị, cái túi đường mền này 45 ngàn lấy 2 cái 90 nha, chứ không có bớt, nhưng mà lời ít xịu. Đi ra làm sao gom mớ đồ bộ to online cho mấy chị đi. Phương Thanh, Nguyễn Thị có nha. Bộ này là ton xịn nha, lon để 75 ngàn. Ton 55kg. Khoác jean này là 140 ngàn đi chị ơi. Khoác jean này lon để 140 ngàn nha. Khoác jean này lon để 140 ngàn nha. Ủa cái áo này hồi nãy lon xe 79 lấy chưa? Túi đựng mền cho Hồ Tuyết Linh lấy luôn cái đó đi. Lấy luôn cái đó đi. Chị Hân Gia có hai túi đựng mền. Cái này 55kg quay về nha mấy chị ơi. Cái này làm bữa lon like là mấy chị biết không, ra shop là mắc nha. Nhưng mà bữa lon like là 89 ngàn, hôm nay lon bán 59 ngàn. Tại giờ nãy bị văng rồi, em tri ân lại cho mấy chị nè. Còn nhiêu đây nè. Áo trắng 79 ngàn. Ủa 59 ngàn. Quận Thư xả nha, cái quần nó nhỏ xíu rồi nha, xe S đó, quần nó 200 ngàn, lon bán giá đó thì em xả rồi đó, tranh thủ mua. Cái bộ này là hàng xịn nha mấy chị ơi, 145 ngàn một lửng nè. Khoác đó có một size thôi em ơi, em lấy thì em lấy nha. Nè, cái bộ này đẹp lắm. Làm có chị Mai Huỳnh cho em xin lại số nha chị. Nè khách ơi, bộ này đẹp nè, bộ này là 145 nè. Bây giờ bộ này 90 ngàn chốt cho anh. Chốt cho 4 chị nè. 90 ngàn. Có áo, chị Su Vin có áo. Bộ hồng luôn có 1, 90. Bông sen đá cho em xin lại số nha. Ngọc Hân có quần chưa? Ngọc Hân có quần. Rồi bộ này 90 ngàn nha, hàng xịn nè. Cái bộ này luôn nói là hàng xịn nha, anh đang like to xịn nha. Rồi bộ này là bộ xanh. Bộ này là bộ số 4 nha mấy chị ơi. Bộ này là bộ xanh. Bộ này là bộ hồng 90 luôn. Bộ này mua cao lắm mấy chị ơi. Bộ này nhập vô 100. Ôi quên, 98 ngàn rồi. Mà tiền mấy chị biết bán ra 125, 145 bộ. Mà giờ em bán cho mấy chị 90 ngàn lẻ tay giùm em. 55kg vừa nha. Cao thì 60, lùng thì 50, 55. Tay lớn nhất rồi đó. Cao thì 60, lùng 50, 55 giùm em nha. Mấy chị ơi chia sẻ like lại giùm Long nha. Tại vì nó bị văng ra rồi. Nè mấy chị ơi, nó đẹp chưa? Học lam hồng 90. Rồi 90. Rồi con có xanh. Còn bộ này là bộ số 4. Không có trắng. À trắng 59 hả? Ừ. Rồi Quỳnh Chí Công trắng. Chị Quỳnh Chí Công ơi, cái áo nó 55kg thôi được không? Được thì lấy nha. Còn không được thì nói lon bỏ nha chị ơi. Bộ số 4 nha. Không có nha chị Hương Dương. Quần ôm của Thái màu đen là cái bộ quần ngố thì có nha chị ơi. Có quần ngố nha. Ok Mai Huỳnh nha. Thu Chương nó xanh biển kìa. Còn này mã số 4 giùm em. Rồi số 4 nè, ai lấy chút. Bộ này là hàng mắc nữa nè mà nó đẹp trời ơi luôn. Hai túi đựng mền bích triệu ok. Ôi mấy chị ơi, cái vải này không phải là ton nhưng mà nó là vải đuổi đuổi á. Đẹp lắm mấy chị ơi. Dạ ok chị Quỳnh Chí Công nha chị. Mấy chị ơi, bộ này bây giờ á là cao 60 lùng 50, 55 nha. Rồi mấy chị ơi, bộ này trăm mấy để trăm nha. Bây giờ trăm là thổ cẩm. 100 là ton hồng. Trời ơi, 100 là hồng nha. Hàng của shop nó hơi cao tí nha mấy chị. Hàng của shop thì nó hơi cao tí nha. Quần đang mặc 100 ngàn chị Thủy ơi. À, chị Thủy ơi 100 ngàn nhưng mà cứ 40 đến 60 kg mặc được nha chị Thủy ơi. Là bởi vì quần này rất là dễ bận. Thí dụ mà đó mà xiết ở đây cho em nha. Trần Thủy lấy bộ thổ cẩm. Rồi bộ này là bộ hồng. Bộ này là bộ thỏ.
bộ thỏ 100 ngàn. Mấy chị ơi, bộ này là không phải hàng sale nha. Không cắm hết rồi. À có nè, Mai Quỳnh. Rồi cái này là chốt lon bộ thỏ nha, thỏ. Bộ này là bộ số 3. Bộ số 3. Cái này là hàng xịn nha mấy chị, chứ không phải hàng sale. Bộ số 3. Cho mấy chị coi biết để mấy chị phân biệt đây là hàng xịn hay không, hàng xuất nha. Cho nên những cái bộ này là tới 100 mấy lần chứ không có sale. Mà bữa nay là em sale cho mấy chị, ít khi nào mà sale nha. Mấy chị đang mua hàng xịn nha. Bộ số 3. Bộ này là bộ hồng. Hồng hoặc là xe đạp nha, xe đạp cũng được, hồng cũng được. Cái này là đẹp lắm mấy chị ơi, cái này là giống như mù kt vậy đó, vải này nè. Đó, mấy chị nhìn là nó lạ lắm, bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái quần là to mà cái áo giống như kt vậy đó, tại vì cái bộ này là hàng xịn của shop á mấy chị. Em treo lên ta vô ta lấy hết trơn à. 60 quay về giùm em. Lên cho lon mã xe đạp 100. Hàng xịn nha. Thu Chương lấy số 3. Số 3 là đó. Bà ra 50 có trắng và đen. Chị Tiền ơi, bà ra lon mặt 50 trắng và đen. Ôi. Chị Chanh Chanh lấy hồng, đúng rồi. Chanh Chanh lên số nè, nè nè nè. Bộ mới thảy xuống là bộ nào? Mới thảy xuống á. Ừ, đấy đó đó. Rồi bộ xanh 100 nhìn đi. Bộ xanh min này đẹp nè mấy chị ơi. Bộ xanh min đẹp nha mấy chị nhìn nè. Mấy chị cho mấy chị phân biệt đây là ton xịn hay không. Tại vì bộ này là em nhập cao lắm. Nhập 100 lẻ mấy lượt mấy chị ơi. Nên là không có sale nha. Mà ngày hôm nay là mấy chị đói quá em mới ra cho mấy chị coi á. Rồi xe đạp cho Viết Giang. Rồi bộ này nè. Rồi xanh min được 1 nè. Xe đạp còn 1 nó. Ủa này phải xe đạp không? Cái này cũng giống nè. Cái này 65kg vừa lên cho lon mã số 6 y chang luôn nha. Mà cái hình này là cái hình con hươu nè. 65kg vừa mã số 6 100.000 luôn. 65kg vừa mã số 6. Chị chắc chắn số gì ơi. Thỏ là cũng 60-65kg luôn, lên mã thỏ. Lên mã thỏ 100. Ok chanh chanh nha. Lên mã thỏ 100. Thương dữ trời. Rồi tiếp tục ton đi em ơi, thêm cục hay cục ton nữa đi. Không, ở dưới á, ở dưới lẹ lẹ đi. Đó, chốt giùm lon mã này là mã thỏ. Trời ơi em lên. Ê, còn mấy không đựng lên nó đi mấy chị. Lên tôi xịn mấy chị bán vốn bán lỗ mà cũng không mua nữa. Vậy thôi khỏi lên cũng được. Rồi mấy chị ơi, cái quần này 55kg quay về lon xe 75. 55kg quay về lon xe 75. Quần xe 75. Cái bộ này nhỏ lon để 100 luôn. Bộ này lên cho lon mã sọc. Sọc này 40 nó 55kg vừa nha. Ba bộ thì lấy lại đi, canh lấy cho chị đi. Nè, bộ này 100 là mã sọc, cái này là lon sale nha, lẹ lẹ giùm em. Rồi, bộ này 55 quay đầu, sale 100 bộ sọc. Bộ này 55 quay đầu, lon sale mã số 2. Số 2. Bộ này đẹp quá. Số 2. Bộ này 55kg quay đầu, mã này là mã số 3. Ủi thương quá à, to xịn nha. Sọc lại dưới á. 55 có sọc. Nhung ơi, mấy bộ này Nhung vừa hết luôn. Nhung ơi, hàng cao cấp này Nhung. Hàng cao cấp nha Nhung ơi. Nè Nhung, cho mấy chị coi để mấy chị phân biệt đây là hàng xuất khẩu hay là hàng thường. Chị Nguyên Thi kêu lấy 5 bộ luôn kìa. Lưỡi lấy lớn cho chị nha.
Hồi nãy chí ba à, hả? Vậy lấy bộ này nữa đi. Sao con lấy bộ xanh này? Mã 2 là Mai Quỳnh. Mã 3 là chị Bé Bông. Thỏ nhiêu ký vừa? Thỏ 60 ký vừa. Thỏ còn bộ lấy báo luôn nha Phạm Ngân ơi. Thỏ còn bộ nha, chị Nguyên Thi mới lấy 5 bộ đó. Mà chị Nguyên Thi có 3, Dương bộ lấy thì báo. Lấy lẹ nha chứ để hết. Đó, trời ơi. Bộ này 55 ký vừa, sọc đỏ giùm em nha. Trời ơi. Nó đẹp trời ơi luôn. Sọc đỏ 55 ký dừa, nó sẽ vê đây. Hàng xịn là vậy đó. Form đẹp lắm. Sọc đỏ giùm lon nha. 75.000, ố 100.000. Ê, mã này mã 3 ai hụt vậy? Mã 3 chị Mai Quỳnh. Mã 2 ai hụt à? Bé Bông. Bé Bông mã 2 nè. Mã 3 ai hụt à? Mai Huỳnh. Mai Huỳnh. Rồi cái này là mã lớn. Mã lớn. Lớn là 65 kg dừa 60 đổ lên 100.000. Lớn đáng lẽ không có bán 100 nha mấy chị. Cái này lớn nha. Lớn là 65 kg quay về 60 đổ lên. Rồi mã này là mã lớn nha. Mã này mã 2 còn bộ nè. 55 quay đầu. Nhìn vậy không biết to nữa chế. Rồi lẹ giùm em nha. Mã 2. Rồi mã này là mã Bé Bông lấy đỏ. Cái này là KT nha. Mấy chị bấm cho lo mã KT 100.000. KT là không có hàng nha. Thu chương mã lớn. Thu chương mã lớn đó. Rồi cái này KT. Rồi mã lớn hết rồi bây giờ. Beo luôn được 2 là 55 kg quay về nha. Nguyên Thi được 3 nha chị ơi. Còn cái bộ này là nãy giờ chị bấm đi, cái kia khác này khác mà. Nè cái này khác mà chị ơi. Cái kia là được 3 bộ rồi. Rồi beo được 2 bộ 55 quay đầu. Sơn nha. Mã hoa được 100.000. Mã hoa là được 100.000. Mã hoa được 1 là 100.000. Mã hoa được 100.000 55 kg. Mã hoa được 1. Mã beo 100 luôn. Mã này là mã trắng được 1 luôn. Mã trắng đẹp ghê không? Phối nè. Chị Bé Bông có beo. Sang ghê không? Mã trắng chanh chanh. Mã trắng chanh chanh. Mã cúc. Mã cúc 55-56 ký vừa. Mã cúc. Mã cúc. Trời ơi nó đẹp trời ơi luôn mấy chị ơi. Chia sẻ like lại giùm lon mấy chị. Mã cúc 100.000 to xịn nha. Mã này là mã ruốc nha mấy chị ơi. Hello Long Võ. Mã ruốc 100.000. Trời ơi em nói thiệt luôn mấy chị ơi. 100 mấy vốn nè. Lẹ đi. Trời ơi bán 100.000 suy nghĩ nữa. Tôm xịn mà đem ra xả ai mà bán giá này mấy chị ơi. Ngày mai mấy chị kêu em lên em có lên đâu. Đẹp quá trời luôn. Mã ruốc 100.000. Cúc nè. Chị Nguyễn Thái có cúc. Mã đẹp 100.000. Nguyễn Huy có ruốc. Mã đẹp 100.000. Mã đẹp 100.000.
Nguyên Thi bông xanh lại này hả? Nguyên Thi nè. Mã rêu. Mã rêu 55kg vừa, 56kg vừa. Mã rêu 56, 57kg vừa. Mã rêu đẹp nè Nguyên Thi ơi. Bấm luôn đi chế. Giờ này là sale rồi. Xong rồi đó. Nguyên Thi lấy rồi đó. Nguyên Thi lấy rêu đẹp dữ lắm luôn đó nha. Mã rêu. Mã bi. Bi 55 quay đầu 40 đổ lên nha. Y mã bi ngắn luôn để 90. Chắc có rêu. Mã bi 55kg vừa. Mã bi là ngắn luôn để 90 luôn đi. Mã bi này đẹp lắm nha. Mã bi đẹp lắm nha mấy chị. Mã bi 90. Mã này mã 2. Mã 2 55-57kg nha. Mã 2. Mã 2. Mã 2 nè Nguyên Thi ơi. Mã 2 100.000. Mã 2 100.000. Mã 2, chị Trương Trang lấy mã 2 đi chị. Mã sọc đẹp lắm nè chị Trương Trang ơi. Mấy chị coi cái quần người ta xẻ vê đẹp ghê luôn mấy chị. Nha. Mã sọc 100.000 55 quay đầu đẹp lắm chị ơi. Đẹp lắm nha khách ơi. Rồi KT 100.000. KT 55kg vừa nó là KT nha. Giữ đơn giùm em mai em lựa thêm nghi thắng ok chị. Rồi KT là vải KT nha, có nhiều người ta không thích ton. Người ta thích KT bận nó có dính vô người nên ta lại thích lo KT nha. Rồi, à, đưa bộ thở lại đi. Bộ thở 100.000. Phan Thúy Hằng có sọc. Phan Thúy Hằng có sọc. Nguyễn Thư sao? Thỏ này là ai lấy thỏ 100? Thỏ đẹp lắm nha mấy chị ơi. Thỏ 60 quay về, thỏ 100. Thỏ là ngắn nhưng mà lo không có sale rẻ được nha, mấy chị thông cảm. Ủa, nha. Nguyễn Thư có KT. Cái này là khoác màu nho, hàng xịn 170 nha, ai lấy lấy. Hôm này Lon đang cầm là 55kg vừa, có một cái à. 170.000 khách ơi, đây là hàng khoác Nhật nha. Nguyên Thi lấy thỏ luôn 100.000. Khoác nho 100.000, ố 170.000. Khoác nho 170.000, bên trong có túi nè mấy chị ơi. Mi ơi, Mi có thấy mắt kính không? Kính Fendi đâu không? Cho lại mắt kính một cái. Miên Thi nho 55-57kg vừa. Màu nâu 58 quay về 53 độ lên là ok nha mấy chị. Chị dưa leo. Chị dưa leo lấy nho bấm biêu đi. Cái này là màu nâu. Màu nâu là 58 quay về. Màu nâu là 58 quay về. Màu nâu. Mấy chị mà thích quá mấy chị cứ comment cho Lon là màu nâu cộng số ký lên Lon chốt. Vân Trần cho em áo 160 là gì vậy ta? Áo này là 170 mà chị. Cho em một áo 160. Chị Vân Trần ơi, chị cứ nói cho em biết là chị thích màu gì và cộng số ký nha. Rồi màu nu. Mấy chị ơi, màu nu nó cũng có size nha. Mấy chị comment đi. Rồi kính này Lon để khách yêu 140. Ai nhận kính này cũng khen chứ. Ê còn ba mẫu trên kia làm luôn đi. Bộ này hôm qua Lon mặc vô Lon bán 150 còn 100 ai lấy lấy nha. Đơn hôm nay em mua thêm đi đơn luôn ok chị. Vân Trần lấy màu gì báo Lon nha. Bấm cái khoác cho Vân Trần đi xong chị Vân nói là màu gì á chốt. Kính 170 hàng xịn khách ơi. Kính 140. Kính 140 hạt tiện nha. Ê, đưa cái nạ cho má Lai đi. Nạ thay cừu. Nạ thay cừu này á là đưa hộp luôn. Mấy chị, bữa nay Lon chốt bằng sỉ cho mấy chị luôn nha. Mấy chị ơi. Nạ này mấy chị mua 5 miếng Lon để 60, mấy chị mua 10 miếng Lon để 100 bữa nay đi nha. 5 miếng 60, 10 miếng 100. Mấy chị chỉ việc bấm 5 nạ, 10 nạ cho em.
mấy chị cho em xin là 5 nạ hoặc 10 nạ nhé. Nè, 2, 5, 5 miếng dày lông để 60, 10 miếng lông để 100 luôn bữa nay. Đó, bữa nay em chốt cho mấy chị xài thoải mái luôn. Mấy chị ơi, nạ thay cừu này á, là nó cấp ẩm cho da nè. Nó làm cho da mình nó là căng bóng giống như da em bé luôn. Đó, bé bông được mấy rồi? Trần Thủy khoác gì hả chị? Khoác nhật á chị. Chị Trần Thủy ơi, khoác nhật có nhiều màu không chị? Nó tới mười mấy màu luôn, giờ sao like đi. Bé bông được 4 bộ nha chị. Chị Vân Trần là comment nho. Ok. Ok ok. Mấy chị ơi, mua 5 nạ là 60 ngàn, mua 10 nạ là 100 ngàn. Bữa nay duy nhất nha. Mấy chị ơi, nhau thay cụ tế bào gốc. Mấy chị cái này nhận đi là ghiền. Thay vì mấy chị xài kem một tuần, mấy chị cũng không bằng mấy chị đắp một nạ một ngày đâu. Tại vì mặt nạ này á, là rất là tốt. Em không cần giới thiệu nhiều, ai cũng biết rồi. Mấy chị vô cửa hàng mỹ phẩm là 20, 22 hoặc 25 ngàn. Chứ không ai bán lẻ đâu. Không ai bán lẻ cho mấy chế đâu nha. Rồi bộ này lon sale 100 ngàn. Bộ này đẹp nha mấy chị ơi. Bộ này hôm qua lon mặt lon lai còn sót nè. Rồi bộ này lon sale màu hồng 100, màu xanh 100, màu xám 100 và màu xanh than 100. À chị muốn coi kiểu hả? Cho mượn cái nu lại đi. Phần thiện Ngọc Tiền có 10 nè. Nè chị ơi, ủa mơ ứng vào. Nè chị ơi, khoác này là khoác nhật, nó có nhiều màu nha chị ơi. Có đen, có vàng, có đỏ, có cam. Màu nu, màu nho, tùm lum hết trơn á. Nè mấy chị. Đó. Khoác này có túi bên trong nè. Khoác này hồi xưa lúc mới ra nó 500 ngàn. Nó 500 ngàn, hồi hiện tại là shop nào cũng bán 2,5 nha. Mà chỉ có chị một mình em là dám bán 170 phá giá thị trường. Rồi bởi vì mấy chị thấy bao giờ em like cái áo này đâu. Mà về 300 áo là hết. Ngày hôm qua chị Nguyên Thi lấy nhiêu áo? Lấy 5 ha, bữa nay lấy nữa đó. Là thấy mua nữa liền đó. Tại vì á, mấy chị biết làm sao không? Người ta mua người ta mặc, người ta thấy tốt, người ta mua để dành đó. Rồi chốt nha. Xanh than 100 luôn nè, bộ này đẹp. Bộ này 55-57kg vừa nha. 55-57kg vừa dùm lâu nha. Bộ xanh than 100, bộ này đẹp nè. Bộ xanh than 100, bộ này 150 bán 100 chứ không có sale đâu nha, sale nữa nha. Bộ xám 100 luôn. 5 nạ 60, 10 nạ 100 chưa thuộc bài nữa hả? 5 nạ 60, 10 nạ 100 nha. Chứ lần quần hồi 10 nạ 150 giống hổm đi. Tại sợ bị quên hoài luôn á. Thảo AD có bộ xanh than. Thảo AD có bộ xanh than. Bộ xám đẹp nè chế ơi. Bộ xám sang cực kỳ luôn, mấy chị đóng thùng còn đẹp dữ nữa nha. Mấy chị đóng thùng còn đẹp dữ nữa. Bộ rêu 100. Bộ rêu 100, bộ này đẹp nè. Bộ rêu 100. Thu Ngọc có 10 nè. Bộ rêu 100. Đó, lên xuống được hết trơn. Bộ rêu 100. Bộ hồng 100. Rồi chốt giùm lâu nha, qua dành vừa có trời. Khoác jean này là lâu để khách yêu 140 nha. Báo này 3,5 luôn đó. Váy này lâu để khách yêu mình là giá 150 còn 75. Cái này lâu chốt cho nít 35kg, người lớn 50kg thôi nha. Con nít 35kg, người lớn 50kg thôi nha. Có được 2 cái nè. Váy 75. Có quần bên trong. Có quần bên trong. Con nít 35, người lớn 50kg giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi tiếp đi vào ơi. Đưa áo nhung lên đi. Cái nhung tuyết này là 250 một cái đó mấy chị nhớ không? Em còn mấy cái em xin tặng luôn cho mấy chị nè. Cái này một cái bấm số 1. Khá có nhiều màu nha chị Vân Trần ơi. Nha, hôm nay Long để cho mấy chị luôn. Hôm bữa Long like 105 ngàn. Cái này ra ngoài 2,5 nha. Nhung tuyết cực kỳ đẹp luôn. Mã số 1. Đừng bấm đen nha. Hôm nay tặng 70 ngàn lỗ hai mấy ngàn nè. 70 ngàn mã số 1. 70 ngàn mã số 2. Sáu mươi ký quay về.
Nguyễn chưa? Chị Thảo Nguyễn có 10 nè. Mai Tuyết Mai có nha chị ơi. Rồi, lo chốt cho chị em mình là mã số 2 Lan Quỳnh. Mã số 3 cứ 70 ngàn tính tới đi, bữa nay lỗ hai mấy ngàn cái nè, kệ đi, mấy chị nhìn là biết rồi nè. Rồi mã số 3. Mã số 3. Mã số 3, 70 ngàn tặng nè. Mấy chị nhận đi, nhung tuyết cực kỳ đẹp mắt lạnh luôn. Mã số 3. Mã số 3. Rồi đỏ luôn. Chị Thảo Quỳnh có mã 3. Vậy chị cho em thêm một cái nữa nha. Ừ. Để lon lửa đẹp cho. Lon vỏ có 3 chị. Lon vỏ có mã 3. 70 ngàn lon lỗ quá trời luôn, lỗ hai mấy ngàn đó. Mã 2 hết rồi chị, đỏ cho Tường Vi. Mã 1 hãy lại đi, mã 1 đẹp muốn chết nè. Hà Thanh Nguyễn rồi, mã 1 đẹp muốn chết nè. Bấm 1 liền đi để hụt nè. Mã 1 đẹp muốn chết luôn. Mã 1 đẹp muốn chết luôn. Mã số 2 hết rồi chị ơi. Không có chị ơi. Vậy là hết áo rồi hả? Bây giờ đỏ bán rồi, bỏ vô đi. Rồi mã này là mã số 1, Hà Thanh Nguyễn lấy là hết nè. Đưa áo 3D lên đi em. Hết áo rồi mấy chị ơi. Áo 3D này là mấy chị 100 mấy vốn là bán ra như mấy chị 200 ngàn á. Nói nghe nè, hôm bữa lon lai 79. Ủa 99, hôm nay lon đệ 79 nha. Áo này nhìn sơ là biết đẹp rồi. Ai mà khoảng tầm 50-65kg mua nha. Số 1 lon hết luôn rồi Thanh Nhã ơi. Rồi mấy chị ơi, hôm nay là lên mã 3D. Áo nhập nè. Trai gái mặc luôn, mắt lạnh luôn. 79 mã 3D. 79 mã 3D. 79 ngàn mã 3D. Ok chị Phan Diễm nha. Rồi mã 3D. Mã này là mã 3D. Mã này là mã cam. Cam được 2. Mã cam 79 ngàn. Mấy chị ơi, hàng xịn trời đất biết luôn. Nó vải nó đẹp trời ơi luôn mấy chị ơi. Mấy chị ơi, nó đẹp lắm luôn. Hàng nhập mà mấy chị. Nè, ai 50-65kg mặc được luôn nha. Rồi mã này là mã cam. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mã này là mã cúc nha. Cúc nè. Rồi 79 luôn. Áo này đẹp lắm mấy chị, vải nè. Để mắt lạnh luôn. 3D kim heo trần là mã đầu á. Đẹp lắm chị Kim Heo Trần ơi, mắt lạnh luôn. Vải đẹp, mã cam cho Thanh Nhã. Cúc nè mấy chị. Ví dụ như bây giờ mình đóng thùng ha. Chị Nguyễn Nga có cam à. Ví dụ mình đóng thùng đi cũng đẹp nữa. Đẹp lắm. Rồi mã này là mã cúc nha. Bảy màu được một luôn. Bảy màu đi biển được nè. Coi vải nè, có hai trái cherry nữa nè, thấy thương không? Rồi bảy màu, một cái duy nhất nha, hết rồi. Bảy màu. Bảy màu giùm lon nha. Bảy màu được một cái luôn. Bảy màu. Rồi cái này là màu này. Mã số 2. Có một cái đẹp quá trời luôn. Phát nhật có màu xanh dương. Em không biết màu gì chị ơi. Có nhiều màu lắm. Xanh dương là cái này nè. Xanh dương, mấy chị ơi, lát khoác nhật xanh dương. Cộng số ký vô nha, từ 40 đến 75 ký có size. Chị Phan Thúy Hằng có 3D. 3D là cái đầu tiên. Đúng rồi. Khoác xanh dương cộng số ký vô. Khoác xanh dương cộng số ký vô. Số 2 là cái đâu rồi.
Số 2 đâu rồi? Số 2 nè. Số 2 nè. Số 2 nè Trâm. Ừ. Chị Kerry có số 2 nha chị. Rồi, khoác xanh cộng ký vô 40 75 kg mua nha. Chị Kerry, chị Trâm xin lại số nha, sao em gọi số chị không được á chị. Bộ này 140 lon xả 100 luôn nha. Dưa leo thêm một cái xanh dương 57 kg ok. Hết rồi. Em hết vậy đưa nha. Cái này lại đi, cái này đẹp nè mà sao không bấm. Cái này mã 3 đi, Thủy Nguyễn. Em còn dư một nè chị. Mã 3 đi chị. Nè. Nghe lời em đi, cái này đẹp nè. Mã 3 hết rồi. Ở ngoài áo 3D còn. Rồi hết rồi đó. Mã 3. Quần có bo ống mang về ba ta lên đẹp nha. Mấy chị ơi, 40 đến 55 kg là mua nha. Chị bé bông lấy khoác xanh dương 55 kg. Comment kè chốt đi. Rồi mấy chị ơi, chốt giùm Lân nha. Ok chị Kerry nha. Khỏi gọi kìa. Ok em. Bữa nay không kêu chị nữa đâu. Bộ 100.000. Em chốt cho chị rồi, Trần Thị Sơn ơi. Chốt rồi chị Sơn ơi, chốt rồi chị. Đúng rồi nha chị ơi, bây giờ cái chai nước hoa chân dài này ai mà chưa mua thì mua một chai đi. Tại vì chai này nó thơm 24 giờ em cam kết mà. Mấy chị ơi, chai này 30ml mấy chị đi đâu mang theo được nha. Hồi nãy có lấy mã 3 không? Có, Kim Eo Trần có rồi. Bộ cho Hà Thanh Nguyễn. Đưa đây. Nước hoa 70.000 nha, em bán bằng cho mấy chị mua sỉ luôn đó. Mấy chị ơi, đưa cái cây băng vệ sinh cho tao coi. Băng vệ sinh nè mấy chị ơi, băng vệ sinh của Thái Lan. Băng vệ sinh của Thái Lan mấy chị ơi, xài sướng lắm mấy chị ơi. Ai mà mua rồi đều mua nữa để dành. Băng vệ sinh một cây như vậy là 12 bịch. 12 bịch nó cộng cho 1 bịch băng đêm là 13. Chị Dương Mỹ Nhung ok chị là cái này nè. Dương Mỹ Nhung nha em. Dạ ok chị bé bông nha. Gân Trần lấy khoác đỏ kìa ok. Nước hoa cho Mai Tuyết Mai. Dương Mỹ Nhung nha. Dương Mỹ Nhung 170. Mấy chị ơi, hôm nay Long để cho một cây này là 110. Mấy chị ơi, mua cây để dành xài 6 tháng lận. Thủy Nguyễn mã 3 chốt chưa? Cái áo mã 3 đó chốt chưa? Chưa chốt đi. Ừ còn cái. Dạ ok chị Thủy Nguyễn nha chị. Hàng của Thái Lan xài sướng lắm mấy chị ơi. Mấy chị mua của Lon. Cái băng vệ sinh này tốt lắm luôn mấy chị ơi. Mấy chị mua đi. Mấy chị mua đi. Một cây băng vệ sinh như vậy là 110. Mà 12 bịch này là ban ngày. Cộng với 1 bịch ban đêm. Mà mấy chị ơi nó tốt lắm. Một bịch chỉ có 4 miếng thôi nha. Nhưng mà xịn lắm. Xịn lắm mấy chị ơi. Nước hoa 70 nãy giờ chưa đang like đó. Nè cái quần này là quần của bé nha. Em sale luôn cho. Dạ có. Hàng xịn nè. Cô shop em cho luôn cho. Cái này lộn xộn sale luôn mấy chị nè. Cái quần này là hàng xịn của khách của shop nè mấy chị ơi. Em sale luôn. Có một cây. Rồi cái quần này á, là con gái hay con trai gì cũng được hết trơn á. Hàng đi sale này là hàng xuất Mỹ nè mấy chị ơi. Em shop em bán 200 mấy lận. Cái quần này con em chốt cho con nít á thì tầm 30 35 kg nha, tại vì rộng mình thấu đây nha. Đó mấy chị thấy không, còn người lớn thì khoảng 40 hoặc 45 kg mua đi. Rồi 200 mấy rồi đó, bây giờ bán 50.000 lẻ tay giùm em nè. Lên mã nha con cái à. Rồi cái quần này là quần kem 200.000 cái nè, của chân váy chứ lộn, chân váy kem nè. Chân váy kem này mấy chị thấy rõ ràng là 200.000 cái nè. Bây giờ Long được 3 cái chân váy kem này, cứ 50 quay đầu đi là mua nha. Nó coi giãn lo gì. Nè mấy chị nhìn nè, đẹp chưa nè. Chân váy này lên áo trắng là hết bài luôn á mấy chị. Nhìn nè. Váy này 3 cái nha, SML. SML S là khoảng 45.
M50 và L là 52-53. 48-50kg là M. Còn 52-53 là L. 40-45kg là S nha mấy chị ơi. Rồi lon ưu tiên cho mấy chị cái váy này là 70.000, kệ đi. Quần bé của Minh Nguyễn là 50. Mấy chị ơi, 200.000 bán 70.000 lẻ tay giùm em đi. Đừng suy nghĩ nha. Cái này mua cao lắm mấy chị ơi. Rồi đen. Quần không có nha em ơi, hết rồi. Rồi đen nha, đen lon để 70 luôn. Đen SML lẹ đi mấy chị ơi, đen nha. Rồi, cái váy này 200.000 lận co giãn nè. Đó. Rồi cái này nó có, cái này nó có quần nữa nè, đen cộng ký vô. Phan Thảo váy L, Phan Thảo váy L. 70.000 chơi lớn mà. Phan Thảo váy L 70. Rồi đen luôn là đen nè, Phan Thảo ơi, đen nó ngắn hơn nha nhưng mà nó có quần bên trong. Bữa nay lon xả cho mấy chị hàng của shop đó mấy chị ơi, đẹp lắm. Đen SML lên mã giùm em. 70.000 luôn. Ủa, đen không có L nha. Ờ à, có. Đó. Đen L cho chị Hồ Tuyết Linh. Hồ Tuyết Linh. Chị Hồ Tuyết Linh ơi, cái đen L này tầm 50kg à, chị lấy gì bấm ok đi chị. Nha. Đen L này 50kg thôi nha chị ơi. Trời ơi, bán sale tặng chết luôn nè. Không có quần rin. Ồ má ơi, cái quần này đẹp nè. Đẹp quá trời luôn nè. Rồi cái quần đen này là 55kg size L. 45kg là size S, 50kg là M. Chị nào lấy quần đen lên ký giùm em. Quần đen này tới 200 mấy thì nó lâu đẩy 75 luôn. Giờ Hồ Tuyết Linh là tướng ba đẹp á. Tướng ba đẹp mới vừa. Hồ Tuyết Linh á. 75. 70 nha. Quần 75 nha, lẹ lẹ giùm em. Quần 75 lẹ lẹ giùm lon nha. Quần SML. Rồi bán giá này muốn xỉu luôn mấy chị ơi. Quần SML nha. Nguyễn Nhung là quần L. Khoan. Nguyễn Nhung quần L. Quần L cho Thảo Quỳnh. Minh Nguyễn báo sai mời. Rồi còn M với S nha mấy chị ơi. Còn M với S nha. Quốc Bảo 50kg. Quốc Bảo 50kg phải không? 50kg lấy M là dư chứ đúng ra S cũng vừa nữa. Rồi. Hết rồi nha Tám Phạm ơi. Hết rồi. Ừ. Rồi hết L nha, đừng comment nữa nha. Rồi còn S với M. 52 quay đầu, 48 đổ lên, ok. Thư sao nha Thư ơi. Nguyễn Thành Thật M. Thư sao á, Nguyễn Thu Thủy M. Hết M luôn rồi, còn S mà. Phan Liễu S. Chị Vân Trần có 2 cà phê. Quần đang mặc có mấy màu, quần đang mặc có nhiều bông chị ơi. Chị Tina Nguyễn ơi, quần đang mặc 100, chị lấy mấy cái lon lựa đẹp cho. Chị ơi, quần có bo đẹp lắm. Chị Tina Nguyễn em lựa cho chị nha. Ê, cái quần của má đang mặc có màu gì ạ? Ừ, màu đỏ đẹp nè. Sọc đỏ thổ cẩm nè. Nguyên Trần quần 40kg size S vừa nè. Mấy dạo ơi, đưa cục bà ra xuống hạ cho mấy chị mua đi. Tặng hết bữa nay đi. Cái quần này là Tina Nguyễn ơi, đẹp lắm chị ơi, thổ cẩm 100k nha. Cái này nè, bà ra này nè, chỉ đây mà lấy đâu. Nè, quần lon đang mặc với lại quần này, ơi quần đang mặc bán chưa? Chưa ha. Quần đang mặc chưa bán nha chị ơi. Quần đang mặc là màu xám nha. Ê cẩn thận nha. Làm gì nhẹ nhẹ vào ơi, mày đứt cây cáp một cái là thổi lai luôn á. Nhẹ nhẹ chiếu đi. Lấy một cái rung rinh điện luôn à. Rồi quần thổ cẩm nha.
Rồi quần đen nó hết rồi. Quần đen hết rồi Ngọc Hoa nha. Quần đen hết rồi chị. Trời ơi cái quần đen nó đẹp lắm mà hết trơn rồi. Giờ sale tặng đi. Rồi cái bộ này nè, giờ em tặng cho mấy chị nhanh tay nha. Nè em tặng cho mấy chị nhanh tay 125 còn 55 ngàn thôi. 55 ngàn bộ này đẹp nè. Lên mã 55 giùm em. 55 kg vừa, 57 kg vừa nha. Tại cái này bị lẻ nên em tặng cho mấy chị 55 ngàn đó. Ủa cái này đẹp lắm nè. Đó ơi cái len nè. Cái len này ai đi Đà Lạt mặc nha. Cưng không? Len 30 nè lẻ nha mấy chị ơi. Tặng nha, cái này bị lẻ rồi. Cái này á thì mấy chị ơi, cái này nó 70 kg vừa nè. Cái này bấm số 2 nha. Số 2 nha, cái này mấy trăm lận nè. Số 2 50 ngàn. Quần jean đen của Uyên Trần lon chốt rồi nha. Đúng không? Uyên Trần có rồi 40kg size S đó. Rồi rồi rồi. Ôi cái trắng này đẹp lắm nè. Trắng đẹp lắm nè. Trắng đẹp nha. Rồi trắng lẹ mấy chị ơi. Trắng bữa 70 giành giật đó. Bây giờ 40 tặng luôn. Trắng 40. Đây cái áo này nãy quá trời người hỏi nè. 99 còn à. Mệt quá. 55 đi. 65kg vừa. 55 luôn. Nguyễn Lan lấy bộ em ơi. Nguyễn Lan lấy bộ nha. Cái áo mã 2 cho Minh Nguyễn 50. Cái áo mã 2 cho Minh Nguyễn 50. Quốc Bảo 40. Nè em ơi. Quốc Bảo 40 này vào. Quốc Bảo trước rồi chị Thu Thủy. Rồi áo 55 ngàn. Hương Dương. Áo 55 của chị Hương Dương. Cái áo nam này 250 lon bán 50 bấm mã nam nha. Áo nam nha mấy chị ơi. Áo nam đẹp 50. 40 đến 55 kg. Áo nam 50. Bộ KT nè, 125 lon bán 50. 60 kg vừa lên mã bộ KT quần dài áo tay dài đẹp lắm. Vải KT nhung. Áo nam cho hoa mặt trời 50. Bộ này 60 kg vừa nha. Bộ 50. Bộ KT nhung 50 mấy chị ơi. Bộ 50, bộ đỏ 50. Cái áo này hôm bữa lon bán rồi 89 ngàn, bây giờ lon bán cho mấy chị 60. 60. Trang Nguyễn hết nam rồi chị. Áo này đẹp nha. Nhìn cái hiệu nè. Nhìn cái hiệu nè. Áo đẹp lắm. 60. Đỏ cho Su Bin 50. Áo này là áo xanh 60. Rồi cái này lên mảnh áo nón giùm em nha. Nón giùm lon nha. KT lon hết rồi. Em ơi bộ KT còn nữa không cho Trần Thị Sơn. Còn không? Còn không? Má nhớ cũng có hai bộ nhưng mà không biết để đâu á. Đâu? Đâu đâu? Chỉ rồi đúng rồi. Ta nhớ có hai bộ mà nó hấp màu là đâu ra vậy? Đâu? Trời ơi. Bán 50 luôn muốn xỉu luôn á. Áo xanh của chị Hà Thanh Nguyễn. Hà Thanh Nguyễn rồi, chị Nguyễn Thành Thật ơi. Áo nón lon sale cho chị 45 ngàn. Phan Thúy Hằng. Rồi KT Rêu. KT Rêu 50. Bộ này là bộ xanh than. Minh Nguyễn không có. Áo nam của chị gì rồi. 50 ngàn luôn nè trời à. Ê cái bộ này. Cái bộ này tay ngắn mà. Khác rồi. Nhưng mà kệ cha đi lỡ rồi. Lỡ luôn nói 50 là chơi luôn mấy chị ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi bán gì là xỉu không. Rồi lên mã xanh thang 50. 60kg vừa. 60kg vừa nha. Màu rêu 50. Lẹ mấy chị ơi. Lẹ nha. Bán giá này muốn xỉu rồi đó. Muốn xỉu xỉu luôn á. Mấy chị mặc đi rồi mấy chị ngày mai mấy chị hỏi em còn không. Chị Nguyễn Pha có xanh. Nguyễn Pha có xanh là xanh than á. Đoạn này xanh cô ban.
60 kg dừa nha mấy chị. 65 kg luôn. Hà Thanh Nguyễn có riêu. Này cô Ban nha. Còn này là chữ nha, rồi xong. Chữ luôn. Rồi cái này là xanh cô Ban nha. Xanh cô Ban, con này chữ nè. Chữ nè mấy chị ơi. Hết riêu Phan Thảo ơi. Trời ơi mấy chị comment nói lấy tôi hai bộ đi, tôi lấy cho trời ơi chứ bây giờ đã bán giá 50 ngàn còn nữa không vào. Má ơi tôi bán giá này luôn là lẹ lẹ đi một hai cái làm dũng dũng đưa ta like đi. Nè mấy chị ơi bò ra này bây giờ nè. Mấy chị một ở ngoài nó bán 140. Em bán 20 ngàn là người nào có đơn nha. Chị Trần Thị Sơn với cô Ba. Dạ ok chị Mỹ Thành thật. Em biết rồi chị. 20 ngàn bà ra vàng. 1, 2, 3, 4, 5 chị có 20 ngàn giùm em nha. Lên vàng 20 tặng nè áo nhật nha. Lẹ giùm em trời ơi. Mấy chị ơi 55 quay đầu cho em nha. Mấy chị ơi mặc bà ra này cho em đi. Mặc tập, mặc bơi, mặc tập thể dục, mặc tắm biển được hết luôn. Con nít được luôn nha. Rồi chữ của Trần Thị Sơn có không? Có. Trần Sơn là cô Ban, Quốc Bảo là chữ. Rồi hết nha mấy chị ơi. Rồi chị Thủy 20. Chị Thủy 20, mấy chị mua lẹ giùm em nha, bán tặng nè. Rồi mấy chị ơi, lẹ lẹ giùm em đi. Ngon lành luôn, 20 cái lẹ giùm em. Vàng 20. Vàng 20. Vàng 20. Hà Thanh Nguyễn 20. Trời ơi, bán lỗ mà năn nỉ với sợ luôn vậy. Rồi cái áo này là của con bé nha. Bé này là bản 25 30 kg thôi. 25 kg đi. Đó, rồi áo bé 50. Áo này là 106 107 cái đó mấy chị của shop em đó. Áo bé 25 kg nha mấy chị ơi. 30 kg vừa luôn. Dạ có nha Thủy Nguyễn ơi, màu cam đất cộng ký vô nha chị ơi. Màu cam đất cộng ký vô luôn lấy cho chị. Bé 50 25 kg dừa. Bé 50 25 kg dừa. Rồi xả tiếp cục này cho chị em mình mua nè. Mạng lòe quá hả chị. Hồi nãy nó đá ra luôn không có like được luôn đó. Tại vì bây giờ ai cũng bị vậy. Rồi trắng 40. Giành giật quá trời giờ bán lỗ. Vân Trần vàng 20 em vừa không. Chị ơi em bán sale canh mua giùm lon đi. Bây giờ mấy chị muốn mặc sao mặc nha. Bây giờ là em nói thiệt luôn, 140 bán 20 ngàn còn suy nghĩ gì nữa. Lấy đại đi. Nè cái này là phối nè. Hôm bữa ai nói ai để ai xả phối để nha đó. Phối nè. Phối 50 đi, bữa lại 70 giành giật đó. Phối 50. Rồi xanh. Xanh nè. Trời ơi là trời. Thêu nè. Xanh giùm lon nha. Xanh này đẹp lắm mấy chị ơi. Xanh 50. Sọc 50. Vậy cho em đi. Ừ trời ơi mua đại đi chứ ơi. Đã người ta bán không cần biết giá giá uống gì luôn rồi. Trời ơi mua đại đi. Không vừa thì người khác mặc nít nó mặc không được. Sọc 50. Ví dụ mình mua cái áo đó 140 hay là 120 thì mình còn hỏi lại có 20 ngàn thôi kệ cha nó đi. Mua đại đi lon, nhiều khi lon bán luôn. À, Thủy Nguyễn ok chị. Thủy Nguyễn là cam đất 70 kg nha. Đó chốt giùm lon nha. Rồi chốt giùm lon nha. Sọc 60. Ủa sọc 50. Len là bao nhiêu ký cũng vừa nha. Kem 40 tặng nè. Chị Trâm Lưu 20. Rồi em bán 20 mà em không còn biết tên tuổi em là cái gì luôn rồi đó. Mấy chị cái này lấy ra được luôn nè. Cái miếng này lấy ra được nè. Bà ra 20 cho chị Trâm Lưu. Có 20 ngàn còn cái cuối cùng nè. Sọc cho Kim Heo Trần. Sọc cho Kim Heo Trần 50. Kem 40, kem của ai? Trời ơi kem này đẹp xỉu luôn nha. Kem 40. Nó bị lẻ đó mấy chị cho nên em sale tặng đó.
Hạnh Lê 20. Mấy giàu đưa cho má cái áo màu xanh hay màu đỏ gì coi. Hồng nhỏ rồi hết rồi, lo lấy cái khác còn vàng không? Vàng đâu? Chốt cho Hồng nhỏ một cái. Mai Thanh Nguyễn, Mai Thi Nguyễn cái 20 luôn. Rồi đỏ luôn được, 2 3 nè. Đỏ 20 mấy chị ơi, bấm đỏ giùm luôn. Nè, chốt lẹ giùm luôn nha mấy chị ơi, 120.000 cái à trời ơi. Đỏ được 3 cái. Mai Thi Nguyễn xin số lại đó chị. Đỏ được 3 nè, 20.000 cái mua lẹ mấy chị. Bán lỗ năn nỉ quá trời vậy. Cái này áo này nó bị lỗi rồi mấy chị ơi. Nha. Cái áo này đẹp lắm mà bị lỗi nè. Lỗi 20 lên lỗi luôn. Lỗi 20 giùm em, áo đẹp lắm, lỗi 20. Lỗi 20. Hồng nhỏ có vàng rồi nha gái. Cho em đỏ ok. Vân Trần 20 bỏ vô cái bịch nãy đi. Ok chị Mai Thi Nguyễn nha. Rồi len vàng, len vàng. Lâm Ngọc Phụng hai đỏ là hết nè. Rồi bây giờ cho tao cái hồng đi. Lon chị nhận đồ mà không có chốt mùi nè, mà gửi cho chị làm, mà gửi cho chị làm sao em, lần sau em báo mấy em ấy cộng tiền lại cho chị coi có dư. Đọc đọc đi. Hạnh Lê hết đỏ rồi đúng không? Hồng 20. Hạnh Lê hết đỏ rồi. Hồng này trẻ em mặc được luôn mấy chị ơi, cho nó mặc tập bơi, đi biển rồi tắm biển rồi đẹp lắm mấy chị ơi. Cái này dễ thương lắm nha, tập thể dục tập gym nè. Rồi đỏ được 4 nha mấy chị, hồng được 4 nha. Hồng 20 vô mua giùm lo mấy chị ơi. Hồng 20 cho Trâm Lưu. Hồng 20 cho chị Trâm Lưu, nhớ nãy có ra vào. Bỏ vô đi. Hà Thanh Nguyễn Hồng mua giùm em mang ơn luôn á thiệt. Em lỗ mà mấy chị mua giùm em mang ơn lắm luôn á, tại vì bây giờ với chị nhà em chật quá rồi. Em bán cho nó hết chứ bây giờ em còn không biết vốn em là mua cái này bao nhiêu tiền luôn. Ngày hôm nay em ngồi bán 20.000 làm năn nỉ mấy chị mua giùm em á. Mấy chị đi ra ngoài mua 140 một cái lẫn áo của Nhật. Rất là đẹp luôn. Mặc lên nó chuẩn đẹp luôn mấy chị yêu nha. Nguyễn Trang áo đang mặc 50 còn hết rồi nha chị ơi, còn màu trắng thôi. Còn màu trắng thôi chị ơi. Chị ơi lấy màu trắng báo nha. Hạnh Lê Hồng là 20. Rồi còn cái hồng mua giùm lon mấy chị 20. Chị Nguyễn Trang ơi áo lon mặc còn trắng nha, chị comment giùm em. Trắng 50. Ren trắng 50. Chị Thủy lấy luôn rồi, cảm ơn chị Thủy nha. Đó, chốt giùm lon nha. Rồi, ren trắng 50. Mấy chị ơi, lót na. Cái gì? Cái này vớ nam nè mấy chị. Lâm Ngọc Phụng còn hồng không kìa giàu. Chốt cho Lâm Ngọc Phụng đi. Chị Lâm Ngọc Phụng có hồng. Thái Thúy trắng với Hà Thanh Nguyễn trắng 50 cái nè. Trắng là 50 nha mấy chị. Trắng là 50 nha. Trắng là 50 nha chế ơi, vẫn rẻ hơn người ta rồi nha. Mấy chị yên tâm đi trời ơi. Vớ nam này á là cổ ngắn giùm em nha, tại vì em có bán cổ dài, cổ cao. Cổ ngắn nó thịnh hơn. Ren cho chị Hạnh Đòn, ok chị Hạnh Đòn. Hạnh Đòn là số chị ơi. Hạnh Đòn, Hạnh Đòn giống hôm qua mua rồi vậy. Ren trắng cho Lê Thanh. Khách mới ở lại mua thêm cho đủ 100 đi đơn nha. Tại vì ít ít không có gọi điện đâu, thành ra mấy chị ráng ở lại mua thêm giùm em. Vớ này lon để khách yêu mình là 10 đôi 90. 140 lon sale 90 mấy chị ơi. Vớ nam nha. Nguyễn Hằng ren trắng 50. Nguyễn Hằng ren trắng 50. Còn cái ren trắng mua giùm lon mấy chị. Nay có khăn nhỏ không chị? Dạ Kim Khanh ơi. Khăn lon chỉ có khăn khăn Nhật mét tư 50.000 cái, lon còn vài cái lấy thì bảo em nha. Hạnh Lê còn nha, cài tóc nằm đâu vậy? Cài tóc nằm đâu ạ? À? Ừ. Cài tóc nè, cài hồng với cài trắng là 20.000, 30.000 nha. Nè. Nè mấy chị ơi nhìn nè. Cài tóc nè 30.000 lấy hai cái 50 luôn đi. Rồi cài này là cài bi. Ok chị Lâm Ngọc Phụng nha. Cài này là cài đỏ.
Cài này là cài hồng. Cài này là cài trắng. Mấy chị ra ngoài 60.000 nha. Số chị ơi. Ra ngoài 60.000 nha. 30.000 một cái, mua bao nhiêu cũng được, mua hai cái 50 cứ tính tới nha. Rồi, chốt giùm luôn. Rồi nè, cài trắng, cài hồng, cài bi, cài đỏ, đỏ cho hành lê. Hành lê lấy thêm thì hai cái thì 50, một cái cứ 30 tính tới nha. Thứ lấy thêm luôn cộng vô. Hành lê hành luôn rồi, hai cái 50. Muốn lấy thêm thì cộng vô không sao nha. Ví dụ một cái 30 mà hai cái 50. Trắng luôn. Ừ, vậy là 75 vậy đó. Hồng cho chị Anh Thi, ok, hồng Anh Thi 30. Trắng hành lê rồi. Cài bi cho chị gì? Chị Di Tuyền, Di Tuyền lên số chị ơi. Em nói rồi, khách mới mua 100 trở lên mới gọi điện nha, mua ít không gọi đâu nha. Cài tím. Cài tim. Tim đâu? Tím hả? Không có tím. Bi mà. Nè, cái này xám nè, lên mã hơi vàng đi, vàng cho dễ, vàng. Kim khanh là 4 cái. Ok, kim khanh nè, lon lửa đẹp cho. Kim khanh. Lê Thanh là cái trắng cái đỏ. Lê Thanh lấy thêm trắng nhé. Lê Thanh trắng đỏ nè. Nó bấm như vậy là em phải nhìn cho đúng nha vào. Chị không có đại nha. Có cài bi. Nhi lấy thêm màu nhé. Chị Thu Hồng Trần Thị có. Ê, bi là này nè, bi là này, cái đó là đỏ. Thu Hồng Trần Thị có 2 bi. Nè nè, nghe em vào, bi là ly, bi là bông nhí nhí á, còn đỏ là đỏ nha chứ không phải. Chị Hạnh Lê có thêm vàng. Hạnh Lê thêm vàng. Thu Hồng Trần Thị 2 bi chưa? Sọc sọc sọc. Chi Tuyền là Tâm Thanh đó chị. À, chị là Tâm Thanh đó chị, dạ. Bi cho chị Thái Thúy chưa? Bi Thái Thúy, Bi Thái Thúy nhí ơi. Bi thảy thêm cho nó. Rồi cái này là lên mãi giùm lon là màu. Bảo có vàng. Màu này gọi là gì nhé? Màu gì? Nâu. Nâu cho dễ. Hạnh đồ em ở Bình Tân nha chị. Chết mẹ, giờ dày, giờ nãy là cái này vàng rồi, cái này gì? Vàng nữa hả? Thì cứ 30.000 cái, hai cái 50 thì 4 cái là 100, 5 cái 125 tính tới. Tụi bay cũng hỏi tao nói trời ơi. Nâu 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 ai? Vào vào vào. Nâu là cái này. Nhìn cái phiếu chốt cho đúng nha. Vào. Vào, vàng là cái này. Chị Hạnh Lê có nâu. Cái này là lên cho lon mã bông vàng. Hạnh Lê có sọc. Bông vàng giùm em nha mấy chị ơi. Bông vàng giùm lon nha. Kim Khanh có bông vàng. Bông vàng Nguyễn Ánh Kim. Quốc Bảo có vàng. Vàng là cái đó đó nha, còn này là bông vàng. Bông vàng. Lê Thanh. Comment đúng mãi giùm em nha mấy chị. Lê Thanh có vàng. Nhí còn màu gì không? Vàng. Hết rồi nha mấy chị ơi. Vàng là cái đó đó, còn này là bông vàng. Sọc là sọc đâu vậy? Sọc nè, sọc nè. Sọc nè. Ừ, đó là nâu. Ừ, vào chốt cho đúng nha con. Xíu thì nói nhí bỏ, nhí nó đưa cho. Cái này gọi là gì ạ? Hồng nha. Ủa nãy giờ có hồng không? Nhí nhìn xa xa là này gì ạ? Caro. Phiền quá vậy. Phiền quá vậy. Vàng là cái này nè. Vàng là cái này nè. Bi vàng với lại bông vàng. Mấy chị, phiền quá à. Bây giờ em nói tùm lum màu với chị. Cài có màu hồng không? Cài có một màu không? Cài không có một màu, nó có vậy à chứ ơi. Chị Hạnh Lê có sọc. Cái này gọi là gì ạ? Trời ơi, em biết gọi nó là cái gì luôn á. Bây giờ nếu mà nói hồng, cái này là màu hồng nè, hồng lợt nha. Rồi vậy đi. Hồng lợt, hồng lợt. Hồng lợt, hồng lợt nha, đừng bấm sọc nha. Tại vì sọc là cái mã kia rồi, hồng lợt giùm em. Hồng lợt là cái này nha vào. Rồi cái len này 60kg vừa lon sale tặng luôn. Mấy chị lẹ lẹ giùm em nha. Len này làm bữa 70 dành giật đó, rồi 40. Lẹ lẹ giùm em nha, len 40. Trời ơi, ai mua được cái này ngon nè, cam đất nè, bữa 70 dành giật nè, 75 chớ. Rồi, lon để cam 50. Hồng lợt hai cái cho anh Thi lấy hết kìa. Ê Nhí ơi, hồng lợt còn không? Hồng lợt là cái bìa nè. Ừ, còn không quăng cho nó đi, anh Thi là hai cái hồng lợt lẹ đi. Len 40 cho Hà Thanh Nguyễn nè, Trâm ơi.
Hạnh lên như 5, 4, 5, 6 cái gì á. 6 cái em ơi. Lon lời có 2-3 ngàn đồng rồi, cho nên là Lon bán như vậy được rồi. Nhưng mấy chị đừng kêu Lon bớt nữa nha, thiệt lòng luôn á. Em ra ngoài em đứng em nhìn em thấy 69 ngàn một cái, mà mình bán 30 ngàn cũng rẻ rồi. Mấy chị mua 2 cái 50, mà giờ mấy chị mua nhiều kia em giảm em cũng còn lời. Thành ra thông cảm nha mấy chị ơi, tại vì bán lợi ích đó mấy chị nha. Cam cho Trần Thị Sơn nè con, 50. Cái hồng này dễ thương á, là nhỏ nhỏ nè, đẹp lắm nha mấy chị ơi. Nhỏ nhỏ là 55 quay đầu, 30 đổ lên. Hồng 40, đẹp lắm nha mấy chị ơi, dễ thương. Hồng 40, cái này đẹp nè. Áo xanh đẹp lắm nha, áo xanh, áo xanh đẹp lắm nha, thấy vậy chứ đẹp lắm. Đồng hồ 70 nha chị ơi, đồng hồ Lon Leo là 70 nha chị ơi. Anh Thi Lê Nguyễn có hồng rồi, cái này xanh Lon tặng 50. Ôi đen đẹp xỉu luôn, ôi bán tặng luôn nè. Xanh đen 40 luôn, đen 40. Cam hết rồi chị ơi, cam hết rồi. Cái này đừng chốt cam nha, chốt lông thỏ mịn lắm, 50 thôi. 60 kg dừa nè. Nè chị Nguyễn Thành Thật ơi, cái này đẹp nè chị. Kim Phú Xanh. Kim Phú Xanh. Em chốt rồi em chị ơi. Kim Phú Xanh. Xanh 50. Xanh 50, đen 40. Lê Thanh đồng hồ 70 chưa? Rồi chị ơi. Đen cho Vân Trần. Đen Vân Trần 40 á. Long thỏ là Huy Giang hả? Con Huy Giang mới à? Huy Giang là mới. Giờ chốt Huy Giang dự bị cho Hoàng Yến nha. Chốt Huy Giang dự bị Hoàng Yến 50. Chị Trần Thị Sơn hết rồi chị. Hồng nút này nó đẹp lắm mấy chị. Vân Trần có rồi. Số nha chị. Hồng nút Lon nói thật với mấy chị, nhận ghiền 40. Nhận ghiền. Hồng nút 40. Cái này là chốt giùm Lon nha, cái này nhỏ lắm nhưng mà ưu tiên cho người nào có nút 30, người lớn 50 kg. Chốt giùm Lon nha. Cái này Lon sale 30 ngàn, cái này đẹp lắm. 30, bấm nhỏ 30, nhỏ 30 là vô à. Nhỏ 30. Nguyễn Hằng có bà ra hồng không em? Có mà. Hình như có đó Hằng ơi. Rồi chốt giùm Lon nha, hồng hồng nút 40 của ai vậy? Rồi nhỏ 20, nhỏ 30. Ê cái phối này đẹp dữ lắm nè, 50 nha. Nhỏ cho đồng tiền nhỏ. Chị Nguyễn Danh Vi sao rồi? Nhỏ cho đồng tiền nhỏ 30. Nhỏ cho đồng tiền nhỏ 30 là cái xanh than á. Cái đó vàng đó. Cái đó vàng á. Rồi hồng 40 cho chị Vân Trần. Hồng 40 chị Vân Trần. Thanh Thúy làm hết nhỏ rồi chị. Rồi này Lon để 40 phối. Cái này Lon để 40, cái này 60 cái dừa. 40 xanh coban. Phối 40 Hoàng Yến. Phối 40 Hoàng Yến. Phối 40 Hoàng Yến. Phối 40 Hoàng Yến. Rồi cô ban 40 luôn đi. Cô ban 40 luôn. Rồi cái này đẹp quá trời luôn nè. Thôi lệ 40 luôn đi. Mấy chị ơi nó đẹp lắm. Cúc đẹp lắm. Cúc nha. Cúc. Cúc. Cô ban 40 Huy Giang. Cô ban 40 Huy Giang. Đưa cái gói cao su non lên đi. Cao su non là cái hàng Zara á, một cái thì 95, mua hai cái 108 mấy chị ơi. Lâu lắm rồi mới có hàng lại đó mấy chị. Cúc cho chị Nguyễn Thảo 40. Bây giờ còn cây len nào không cho má đi. Cúc cho Nguyễn Thảo 40. Bộ này là, bộ này là con ngựa vằn nha mấy chị ơi, 55kg vừa trai gái mặc được. Bộ ngựa vằn 80, 55kg vừa. Lê Thanh Lon hết cô ba anh chị. Vào ơi tiếp cho vào. Bộ ngựa vàng 80, 55kg dừa. Lẹ em ơi, lẹ em ơi. Đó đó, thải trên cục trên luôn. Rồi lẹ đi, tặng hết cho mấy chị.
đẹp lắm mấy chị nha. Cô Nga lau hết cúc rồi. Huy Giang lấy bộ ngựa vàng nè, cái áo này nhận đi liền, Lon tặng 45 thôi mấy chị ơi, tại 10.000 giành giật đó mà giờ kệ đi rớt lại một cái đó mấy chị lẹ nha. Áo này cưng lắm, 45 nè. Em nhận hàng rồi về mở ra thấy cái túi mà buồn, bữa cái túi màu đỏ mã 3 mà sao em nghe nhầm mã 4, mở ra thấy cái màu xanh. Trời vậy hả, ai biết đâu, tại vì nhiều khi em nói cái mã chị nghe không kịp á chị Hà ơi. 45 Diễm Quỳnh, 45 Diễm Quỳnh rồi, nu lon xeo tặng luôn, nu 40 nhận đi ghiền cái áo này, nu 40 sọc lon hết chị Quanh ơi. Màu tím đẹp nè mấy chị ơi, trời ơi cái này đẹp quá trời luôn, cái này cho xin 50 thôi, cái này đẹp lắm nha. Rồi lên mã tím 50 đẹp lắm, tím 50. Ê còn cái mền nhà đưa lên đi, mền còn cái nha, mền mét tư, mền trẻ em 70.000 đi, 140 còn 70, mền trẻ em còn một, mền trẻ em còn một, mền mét tư nha mấy chị ơi. Có tím nè, mền Doraemon còn một nha, mền còn một nha, mền Doraemon luôn còn một nha, 70.000 mét tư, mền bé nha. Rồi mền bỏ cái thiếu, bỏ cái đó vô, tím là 50 á. Rồi cái này là màu màu da, màu da là một cái khoác nhẹ chơi nè, 50 thôi mấy chị nhìn nè. Ủa sao ạ à? Chị Quanh Ngô, chị có sọc chị lên số giùm em nha. Em Thu Nhã nói là hàng của Dương Mì đi chưa chăm kìa. Rồi khoác 50 cho anh Vũ Nguyễn. Em anh Vũ Nguyễn nha, 50. Anh Vũ Nguyễn trước rồi. Trời ơi cái áo này nó đẹp quá, 50 mã đẹp. Trời ơi. Em nói thiệt với mấy chị, nhận cái con áo này là ghiền luôn nè. Lưng lưng có mình bé. Mình bé cho chị Lưng Lưng. Lưng Lưng cho em xin lại số mấy chị ơi. Xin lần nữa thôi chị. Rồi. Mã đẹp 50. Mã đẹp 50. Thế hàng sao chế? Ai bán bậy đâu. Có đẹp. Cái này cái tà áo nó xéo xéo ngộ vậy. Màu đen nè. Nè đẹp phải không? Hồng mấy chị ơi. Hồng nha, hồng nó bị lỗi chỗ này, lon bán 30. Lỗi nhẹ thôi à. Không đáng kể. Hồng lỗi 30. Cái đen lon tặng cho khách yêu mình 30. Trời ơi vậy hả, thôi bởi bữa nào bây giờ không còn cái túi nào luôn. Chị ơi cái nào cũng đẹp, thôi lỡ rồi nhận giùm em đi, rồi bữa nào em sale nữa mua nữa nha. Mã đen 30. Ê cái da sao không bán vậy, cái màu da này sao chưa bán hả? Vậy hả chị Hà Thanh Thủy, có hồng 30, đen 30. Nguyễn Thành Thật quần tan mở lấy hai cái. Vào vào lấy quần tan mở Nguyễn Thành Thật hai cái, đưa cho tao một cái like luôn. Đen 30 Dương Mỹ Nhung. Ủa cái áo này nó đẹp lắm mà. 30 luôn nè. 30.000 chốt lon mã xanh. Dạ ok chị Thuy Trần nha. Mà chị ở đâu tỉnh à? Thành phố tiền ship có 20 à. Thi Trần nhí nó kêu đi đi để nhiều quá kìa, nhiều người quá nó làm lộn mất đồ. Em hờn. Đồng tiền nhỏ có xanh. Lỡ dầu đừng có hờn em. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ với ghe. Rồi mấy chị 40.000 mã đẹp. Mã đẹp đẹp lắm. Xanh 30 bán chưa? 40.000 mã đẹp nha Trâm, tại vì cái đó không biết kêu màu gì luôn á. Màu bơ á. Rồi ok. Tan mở không thấy hả Trâm? Ai? Hả? Nguyễn Thanh Thật. Mền bé Luân Luân có chưa? Chỉ kêu là hai cái hai màu quần ngắn nha. Buồn. Chế ơi, quần tan mở lon làm gì mà có màu mà mua. Mà ngắn là hết rồi, quần lửng 60.
Bây giờ chị Nguyễn Thành Thật ơi, bây giờ chị nhìn giùm em cái là chị chốt nha. Chị Mỹ cơ, mã đẹp. Nè chị, quần tan mở, em đang bận nè. Em đang bận một chút hồi em về em cởi ra mồ hôi nó toát nó đã lắm chị em ơi. Mà cảm giác không hầm bí nha. Quần tan mở nó phủ bạc nano này làm cho nó tan mở rất là hay. Mã đẹp hết rồi nha chị Thuy Võ ơi. Mã đẹp của chị Kim Phú đúng không? Hello Mỹ Mỹ. Luôn Mỹ Mỹ trước nha. Ít mà để mai chốt luôn. Thôi kệ cho chị dồn bữa đi nha. Ngày mai mua nữa nha bà chị ơi. Ngày mai mấy chị ở chơi với em ở cái kho này. Xong rồi ngày mốt mấy chị vô mấy chị chia sẻ em đi. Rồi bữa ngày mốt á lon lên hàng chiến cho mấy chị. Đổi số điện thoại đó chị. Ngày mốt mấy chị vô mua hàng chiến thôi nha. Mấy chị ơi ngày mốt khai trương sắp mới nha. Mấy chị bây giờ cái quần này 60.000. Quần trời ơi, em không có màu đâu chị. Quần này là 60.000, quần ngắn em không còn. Nhưng mà quần ngắn thì 50 nhưng mà em cũng không còn. Quần này 60 lấy thì chốt, còn không thì thôi hết nữa rồi đó. Chị Nguyễn Giang có tan mở. Chị quần tan mở 60.000. Trời ơi, em thấy người ta bán 99 á. Nhớ để dạ, chị okay. Chai nước hoa cho hộp tặng. Dạ dạ dạ. Nghĩa là cái mẫu thôi, còn em giao cho khách lúc nào cũng mới nha chị yêu nha. Quần tan mở 60 cho Nguyễn Giang. Đưa đưa gối ra ra đây. Chị nào mà hay đau mỗi vai gái hay hay là mấy chị, nói chung là cái gối Zara này á, là rất là tốt nha, bởi vì nó là cao su non. Mấy chị nào mà khó cái nằm gối đó, khó nằm gối, mấy chị mua cái gối này cho em nha. Tại vì cái gối này á, là nó nằm á, để nó êm lắm, là nó là cao su non nguyên chất luôn. Này mấy chị nhìn nè, đã không, 95.000 cái, 2 cái 180, hàng Zara. Quần tan mở lấy size nhỏ nhất nha chị. Ok chị Tiên Tiên. Em coi có cái nãy mờ cho Tiên Tiên á. Nó chuẩn nhất nhì miếng à. Nên là không khi nào lo nói sai hết trơn. Không khi nào lo nói sai hết trơn mấy chị. Quần tan mở là 65 ký trở về là ok à. Không mua được gì luôn. Vậy hả? Đỡ tốn tiền ghê không? Nè mấy chị ơi, hàng Zara nha. Mấy chị mua cái này là 95.000 cái, 2 cái 180. Mấy chị ơi, mua gối thì 95.000 cái, 2 cái 180 nha. Ủa cái bao của nó đâu trời. Rồi, tiếp tục. Nè, cái này nhỏ nhỏ luôn để 20. Nhỏ nhỏ là 50kg quay về, nít 25kg. Gối là 95, 2 cái 180. Cái đó là 20. Vàng 20 tặng luôn. Cái đó là trắng 20, vàng 20 kệ đi. Ồ cái đèn đẹp dữ thần luôn rồi trời ơi. Đen luôn để khách yêu mình 40. Lẹ mấy chị ơi, lẹ lẹ nha. Tại vì em bán tặng hết luôn đó. Đen tặng 40. Cái này nút nha mấy chị ơi. Nút này 70 giành giật là nút 50 bữa nay. Nhận đi ghiền. Trời ơi là trời. Nút 50. Nút 50. Đứng cục đồ bộ lên đi, với ba lô lên đi. Alo sắp hết rồi nha. Huy Giang có đen 40. Huy Giang có đen 40. Diễm Huỳnh có nút 50. Nút 50 là này. Nè chị em ơi, cái này đồ bộ lộn xộn. Thứ một cái lon tặng hết cho mấy chị nha. Trời ơi chứ bán gì lỗ mồ. Cái này là mã len da. Nè mấy chị nhìn đi, dơ tí tị tí thôi á, 30. Mới lỗi phải gì đây nha, bán rẻ rồi đó. Len da 30. Len da 30, đưa cái nu lên, đưa cái nu lên. Ba lô này có màu đen với màu da bò. Bây giờ còn có nhiêu đó mấy chị mua giùm em đi, 150 cái nha. Ba lô đen với da bò. Nguyễn Thành Thật lấy một cái quần thôi mà size nhỏ nhỏ cho giàu ơi. Rồi Long để cái nu này 40. Len nu 40 mặc cái kiểu vậy nè. Len nu 40. Len da 30. Len da 30, len nu 40. Nè, bộ này hôm qua chốt hết rồi. Sao mà có người xả là không nghe máy hay gì trời. Hoàng Yến có nu. Bán luôn. 60kg vừa. Nu 40 nha. Nè, mấy chị ơi, bộ này đẹp lắm, ngày qua lon mặt nè. Gối có bao không em? Dạ có bao. Bao lụa của nó thôi chứ không phải là bao gối nha chị ơi. Cái bao lụa của nó vậy thôi á, chứ không có bao gì nữa trơn, nó có vậy thôi á. Với lại em vô cho chị một cái túi hãng luôn, là hàng Zara luôn, vậy thôi đó. Bộ này 60kg vừa.
Bộ này bán tặng cho khách yêu 55. Trời ơi, bộ này hôm qua bán nhiêu? 79. Trời ơi, tức thiệt luôn, áo này qua không đủ bán à. Áo này 200.000, Long bán 79.000, ai lấy thì lấy nha. Áo này Long bớt đâu. Chị Trân Đinh có bộ. Áo này là còn ngày qua rất là nhiều người hụt nè. Cái áo này là hàng xịn nha. 200 mấy một cái, nhìn mạt đi nói chuyện nè. Nè, em bán 79.000 là hôm qua em biết rất là nhiều chị hụt nè. Áo Hàn Quốc nha. Nhìn cái mạt nè. 79.000 cho một người 55kg vừa nha. 55kg vừa, 79.000. Nhìn hiệu nè. 79 cho Đặng Yến hết rồi nha. Đừng chốt nữa. 79 Đặng Yến. Ồ, cái quần này đẹp nè. Cái quần này 200, Long bán 100. Mấy chị cứ 50-60kg mua. Diễm Ngọc hết. Chị Diễm Ngọc chị lựa thêm nha. Để em giao nha. Chưa giao Diễm Ngọc hả? Giao Diễm Ngọc đi cho người ta có đồ mới. Diễm Ngọc hôm qua, hôm qua chốt quá trời mà không được gì phải không? Diễm Ngọc ơi, quần tan mở ngắn hết rồi. Có lấy quần lửng thì báo nha. Rồi quần 100 hàng xịn. Cái quần này 55kg vừa. Quần 75 comment cho em. Quần 75 là ok. Nhớ dùm Lon là 40-55kg nha. Diễm Ngọc ok kìa. Là chị lấy hai cái lửng luôn đúng không chị? Lấy lửng nha, lửng 60 nha Diễm Ngọc ơi. Quần tan mở Lon đang bận nè. Nè, đang bận nè. Nguyên Nguyễn đồ ton 75kg còn không? Dạ hết rồi. Quần 75 Thu Nhã. Dạ ok chị Luân Luân nha. Thu Nhã 75. Bộ lụa đỏ 160 đó mấy chị, bấm 100 đi. Bấm lụa 100 đi. Quần 75 cho chị Hà Thanh Nguyễn. Vào ra trước lấy vào. Nè mấy chị, bộ này là 160 luôn, để 157kg vừa nha. Diễm Ngọc là một tan mở nha Trâm. Trâm ơi, Diễm Ngọc là một tan mở 60 nha. Bộ này 160 mà em bán 100 đó mấy chị. Bộ này thì khỏi bàn rồi mấy chị, bộ này Lý Gia Kỳ mặc nè. Bộ này gấm cao cấp nha mấy chị. Bộ lụa 100. Hàng Quảng Châu. Áo đen còn dư một nè. 50-65kg, 75kg. Áo này là nam nữ mặc được luôn cho em nha. Còn một cái đen thôi. Áo đen 75. Áo này tới 200 mấy lần nha. Áo đen 75. 50-75kg. Áo đen 75. Bộ 3D 55kg vừa. Bộ 3D này 135. Bây giờ em bán tặng luôn một người nha. Hết rồi nha. 55.000 tặng luôn, đừng có like em nha. Biết sao em nói vậy không? Em bán mấy chị trước là bây giờ em bán về làm bậy á. Nhưng mà thôi kệ, hết rồi. 55.000 bộ 3D 55kg. Bộ này 140 luôn, để 100. Bộ cam. Dạ quần u mì dài là nãy Long cầm là u mì dài chị đẹp ơi. 55.000 là bộ của Loan Dương. Ủa nãy mới nói 55 hay 50 à? 55 của Loan Dương. Rồi bộ cam này là 60kg vừa, 140. Loan xin tặng 100 cho người nào lẹ giùm em nha. 55 hết rồi chị ơi. Bộ 3D hết rồi nha. Cái quần to đó trên đó còn không cho vào like đi. Còn 3 cái kìa. Em chào chị Mỹ Hạnh Phan nha. Bộ cam xịn nè, 100.000. À 3D còn bộ nè. Chị Hà Anh Nguyễn, nhà Thanh Nguyễn chốt cho chị luôn nè. Kệ đi, Long tặng cho chị Hà Thanh Nguyễn bộ này luôn. Em tặng cho chị bộ này luôn nha chị ơi. Chị Hà Thanh Nguyễn ơi, bộ này 55 cho chị luôn. Mình nhận đồ 2 ngày trước rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Biển Cả nha. Rồi, cái này đẹp nè. Cái áo này là vôn tầm ý nha mấy chị ơi. Chị Mai Nguyễn ơi, ba lô này là vào đưa cho má ba lô cho khách coi cận cảnh. Mấy chị ra ngoài, nếu chỗ nào nó bán mắc thì 350, chỗ nào nó bán rẻ là 280 nha. Không bao giờ rẻ hơn. Là bởi vì á,
Cái này là hàng xịn nha khách ơi. Chị... Nó là một cái loại da thật đẹp xỉu luôn. Nè mấy chị ơi nè. Mà em chốt cho mấy chị chỉ có 150 thôi. Nó có đen với da bò nè mấy chị. Hàng rẻ tiền dám làm không? Nè, lấy đồ ra cho mấy chị coi, chứa rất là nhiều. Cái này là mới có nửa cái ba lô thôi đó. Nè, lấy ra cho coi nè. 150 có đen với da bò nhưng mà sắp hết rồi, mấy chị mua đi. Mấy chị đi du lịch mang theo cho em vậy nè. Để nè. Thí dụ mình thấy nó nhỏ nhưng mà để rất là nhiều là bởi vì ruột nó to. Nè mấy chị. Rồi băng vệ sinh nữa chứ. Hai bộ đồ bộ bịch băng vệ sinh. Nè, em để mới có nửa bịch à, chứng tỏ là nó rộng lắm mấy chị, để được cũng cỡ 4-5 bộ đồ luôn. Nè mấy chị ơi, nó có ngăn ngoài, ngăn trong, ngăn giữa, ngăn hông gì từ lưa hết trơn à. Ba lô đen 150, ba lô da bò 150, nhận đi ghiền. Nha, em nói trước luôn là hàng đẹp nha. Nhận đi mấy chế ơi, đẹp. Dạ ok chị Biển Cả nha chị. Ủa vậy địa chỉ khác à? Chị Biển Cả thường đi chung với ai? Rồi chốt giùm Lon nha, ba lô đen. Ba lô đen tiên tiên chưa? Tiên tiên. Chốt luôn cái này đi. Mai bữa nữa giờ shop rồi, bây giờ là mất công lắm, để mẫu lắm. Ba lô đen tiên tiên đi. Ba lô đen tiên tiên. Vân Trần có lụa đỏ nha chị. Vân Trần có lụa đỏ nha chế. Rồi ba lô đen tiên tiên. Rồi da bò nè, cho coi da bò nè. Mấy chị. Da bò một ba lô đen dùng đơn hôm qua luôn nha, khỏi điện thoại. Dạ chị Mai Nguyễn, Mai Nguyễn ba lô đen rồi ngày hôm qua có gì cộng lại rồi đi đơn luôn, khỏi gọi điện nha nhí. Rồi da bò 150, chốt giùm lo mấy chị ơi, da xịn lắm. À chung cư này là chung cư Safira Khang Điền, đường Võ Chí Công. Ừ đúng rồi mấy ơi, đường Võ Chí Công chứ không phải đường Chí Công. Bà ở hai chung cư lần hai chị. À hai địa chỉ nhưng mà hiện tại á là nhớ giùm nha, là hiện tại là về đây ở luôn rồi á, là bà kêu thì gửi về à, gửi về đó luôn chị. Chị nếu mà đi đơn á chị nhắc tụi nhỏ lần nữa nha, tại vì á khi mà tạo đơn á trên app nó có sẵn rồi, nhiều khi sơ ý thông cảm nha. Rồi da bò được một cái nữa nè. Cái này là 50 đi mấy chị ơi, trời ơi quên nói nữa, 50. Quần này hết rồi hả Trâm, còn cái à? Quần này, quần này nó còn hai cái nè mấy chị ơi. Quần ton 30, quần ton 30, quần ton 30, quần ton 30. Rồi quần ton 55kg, quần ton 30. Ê đưa bộ hồng còn dư sao kì vậy? Đỏ 50 nó chốt rồi. Ờ chốt rồi mà sao kì hả? Đỏ 50. Đỏ chi có đỏ. Rồi tiếp tục nha mấy chị ơi. Có hai quần. Mấy này mấy đứa ráng ráng xíu nha, tại vì cho nó xả bớt bớt đồ nha. Để đi, làm tới đâu tính tới đó. Rồi bây giờ bộ này nó đẹp lắm mấy chị ơi, nhận đi rồi ghiền nha. Nguyên Thi lấy hai quần, ê còn quần không vậy vào. Quần Diễm cho chị Diễm Ngọc. Nguyễn Thư hai quần còn không? Mấy chị, bộ này nè, nhận đi rồi ghiền Lon tặng 75. Nhận đi rồi ghiền. Đây nữa này vào. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Lên mã số 2 giùm Lon nha. Nè bữa Lon like 85 giành giật đó, bây giờ bán 75 luôn. Mã số 2 này là mấy chị không mua là sai nè. Mã số 2 giùm Lon 75.000. Diễm Ngọc ơi, mấy cái này đẹp sao không mua. Đó. Chị Đỗ Chi có bộ 75. Đỗ Chi có bộ 75 rồi, mã 2 cũng 75 nhưng mà hàng đẹp. Chị Đỗ Chi có mã 2 luôn nha chị. Mã này mã 3. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp trời ơi luôn nè. Đỗ Chi là chị lấy 2 bộ đúng không chị? Ồ, bộ này không ai không lấy Lon nha, Lon hốt nha. Mã 3. Mã 3 là hở lưng yếm nhưng mà nó dễ thương lắm, chứ nó không có diêm vúa nha mấy chị ơi. Nhật Trần, chị hôm qua em không nghe điện thoại còn giữ hàng không? Nhật Trần. Còn chị ơi. Rồi mã 3. Ê bỏ. Chị có 2 quần. Mã 3. Diễm Ngọc lấy mã 2 là bộ này nè, nhưng mà khác màu chút nha Diễm Ngọc ơi, rồi hết luôn rồi đó. Nè Diễm Ngọc ơi, mã 2 là cái này nhưng mà hết luôn rồi đó nha. Bộ này nó khác màu chút xíu xíu rồi. Còn đẹp hơn nữa đó.
Rồi, cái này Diễm Ngọc nha. Diễm Ngọc nè em, hãy làm Diễm Ngọc nè. Đó là mã 3. Dạ dạ em biết rồi chị. Vân Trần cho hai quần dạ. Trời ơi bộ này đẹp quá à. Bộ này hồng dùm Lon nha. Trời ơi hồng nè Diễm Ngọc ơi. Lon tặng Diễm Ngọc 60 ngàn lấy nhanh lên nha. Dạ có chị Mai Nguyễn ơi. Để lát tụi nó gửi cho chị Mai nha. Bộ này là 100 ngàn nha mấy chị ơi. 160 luôn để 100. Bộ này lời lỗ 25 ngàn nè. Là bởi vì mấy chị biết làm sao không? Bây giờ nó rớt rớt lại một hai bộ Lon sale tặng 55kg vừa. Chị Thu nha có hồng 60 ngàn của Thu nha. Nè bộ này nâu đẹp lắm. Tết người ta quên hết rồi. Có còn đâu mà nói mấy chị ơi. Ai cũng mua của Lon 160 hết. Bây giờ bán 100. Lỗ 25 ngàn. Mấy chị thấy đau lòng không? 55kg vừa lẹ dùm em đi nâu 100 ngàn. Rồi cái này mắc quá trời giờ sao lai. Cái này trăm mấy quên rồi, 150 em. Bây giờ nè lẹ nha. 60 thôi 55kg đi. Nhưng mà mấy 6 là 60kg. 55 quay đầu thì 50 đổ lên. Cao là 60kg bộ cam này. Cho xin 100 ngàn lỗ banh nóc nhà bữa nay. Trần Thị Sơn có lụa nâu. Rồi len hồng dùm Lon nha. Trời ơi 40 nhận đi rồi ghiền ngày nay. Nâu cho đổ chi luôn đi Trâm ơi. Cam cho Nguyễn Hằng, cam Nguyễn Hằng Trâm rồi hoàn hạnh hết rồi, cam hết rồi mấy chế. Nâu là ăn bộ nữa đó nha, vào chạy lấy đi. Rồi cam hết rồi mấy chế ơi. Rồi cái này là chốt hồng 40. Trời cái trắng đẹp xỉu luôn, 40 luôn. Trắng đẹp xỉu luôn nha. Trắng 40. Chị Lon lấy bộ lam đi chùa về bán. Là sao? Lấy giờ Lon lấy đồ lam nó sao không mua đi. Chi Trần cam hết rồi chứ ơi. À, trắng Nguyễn Nhung nè, 40 nè. Nghĩa đinh hết rồi chị. Trời ơi cái áo này Lon chốt mã đẹp 40 luôn nè. Mã đẹp nha, 40 luôn, mã đẹp luôn. Nhũ luôn, nhũ đẹp nè, trời ơi. Nhũ 30 đi, nhũ 30. Nhũ nha mấy chị ơi. Nhũ nha mấy chị ơi. Ôi xương quá à, xanh 30 luôn. Rồi lẹ lẹ giùm em. Cháu, ok chị Chi Trần nha. Chi Trần ai giữ à? À. Ủa của tao mà. Ủa vậy tao thấy sai sai à. Tao đang giữ đồ ăn núi bệnh á. Đây nè. Thấy không ta? Chi Trần chung bí bo dữ không? Rồi 30 ngàn xanh nè. Trời ơi. Mấy chị ơi comment lẹ nha. 1 ton, 2 ton, 3 ton lẻ đi, 125 bán 60, 55kg vừa. Lẻ nha mấy chị ơi, 55kg vừa. Mấy chị comment không kịp, mấy chị nói em lấy 2 ton, 3 ton, em sẽ lấy khác nhau cho mấy chị. Nhũ 30 Chi Trần. Mấy chị, nếu mấy chị comment không kịp, mấy chị nói em lấy cho nha. Chứ bây giờ là em đưa lên về là hết đó, 125 bán 60 tặng nè. Ton đẹp lắm luôn rồi, ton vàng được 2 bộ. Ton đỏ được 1 bộ 60 ngàn. Ôi đó cười nó đẹp nè. Nguyễn Ánh là lấy bộ đầu tiên. Ừ. Nguyễn Thư lấy vàng là hết. Rồi đỏ 2 ton Nghĩa Đinh. Nghĩa Đinh. Nghĩa Đinh nó lấy như vậy cho dễ bận nha bà chế. Nghĩa Đinh 2 ton đùi cho Diễm Ngọc không nói màu. Xanh Nguyễn Hằng. Xanh Nguyễn Hằng, thôi Lon lấy bộ này cho Hằng được không? Hằng bộ này đẹp nè. Hằng nè. Trần Mai hết xanh rồi. Đỏ cho Nguyễn Thư. Này lẹ em ơi, đỏ Nguyễn Thư nha.
Xanh 30 xu pin kìa. Xanh 30 xu pin kìa. À Nguyễn Hằng không có lấy xanh nha. Nguyễn Hằng lấy xanh 30 mà lỡ đọc Nguyễn xu pin rồi. Về Trần Mai có nha chị ơi. Rồi cái này mã số 1. Rồi rồi Long biết rồi. Mã số 1 nè, 60.000. Nguyễn Thu vàng xanh ton. Vàng xanh. Nguyễn Thu vàng xanh. Nguyễn Thu Long lấy như vậy nha chế ơi. 60 x 2. Rồi hết rồi, còn tới gì vào đưa một cục nữa đi ra lại tiếp đi. Rồi cái này len hồng. Trời ơi thương quá à. Tặng 40 nè. Hết ton rồi hả em? Cái ton dây đó hết rồi hả? Hết rồi chị ơi, Vũ Thắng ơi, xíu hết rồi. Rồi 40.000 len hồng. Cái này đầm hả? Chơi luôn đi. Đầm hả? Đầm ton. Ổ bánh mì ngày qua đâu rồi, đói với mẹ luôn nè. Bánh mì đâu rồi. Cái dạo ơi, bánh mì đâu dạo. Quần 75 mấy chị ơi. Bánh mì đâu rồi? Mày ngày qua ăn dở dang để đây mà. Quần 75 55kg vừa. Len hồng kìa. Len hồng. Nhật Trần len hồng. Len hồng 40 nha. Ôi đất ơi, cái đầm này ông nội ơi, 60.000 cái đầm luôn, cái đầm 150 đó. Đầm này là mã chuột, đầm chuột. Đầm hồng 60 luôn. 150 bằng 60 luôn. Mấy chị cao 60 luôn, 50 55. Trần Mai sao chị ơi? Vậy Trần Mai bỏ màu xanh, bỏ màu xanh luôn. Vậy Trần Mai không chịu nói là xanh 30 vậy, bỏ lại. Bỏ Trần Mai lại luôn. Vậy là Trần Mai không có xanh luôn rồi, chứ không bấm 30 mà. Nè bây giờ ai lấy bộ này lên cho Loan bộ xả. Bộ xả 60. Bộ xả 60 của Trần Mai. Rồi chuột cho chị Thảo Lê. 60. Rồi đầm đỏ 60. Đầm đỏ 60, đầm hồng 60. Đầm xanh 60. Ừ mạng nãy hư đúng rồi Nguyễn Hiền ơi. Diễm Ngọc lấy mã xả 60. Đầm xanh xeo 60. Ôi đẹp đúng không? Mã đẹp 60, lã này đẹp nè. Cái này không phải màu ve chai, không phải màu riêu, không phải màu gì ngộ quá. Rồi bây giờ mấy chị chốt giùm Lon mã đẹp. Nè mấy chị comment đi, trời ơi, 150 mà Lon bán 60 không suy nghĩ gì nữa mấy chị ơi, đẹp quá. Để lẻ một cái cho tao đi, cho nó đứt hàng đi bữa nay. Rồi chốt đi mấy chế ơi. Nè mấy chị ơi, mã đẹp, mã xanh, mã hồng, mã đỏ nha. Rồi lẻ giùm em, trời ơi bán giá này là xỉu luôn. Ngọc Trang có đẹp. Đẹp là cái trên đó. Cái này màu dâu. Màu dâu 60. Màu dâu 60, màu vàng 60. Vàng đẹp nữa nè chế ơi. Trời Long biết lời là gì luôn mấy chị. Hết đẹp rồi chế ơi. Đầm này 60kg quay về Kim Anh ơi. Vân Trần có đỏ. Vân Trần có đỏ. Vân Trần mua đại nhiều cái đi. Mã này mã 2 đi, cái này đẹp nè. Mã 2. Dâu Thuy Nguyễn em ơi, dâu Thuy Nguyễn. Dâu lại trên đúng rồi. Dâu Thi Nguyễn. Chi Trần hết đẹp rồi. Hết mã đẹp. Rồi mã 2. Mã đưa cái vàng lại đi, vàng đẹp mà không may bấm, kỳ quá. Đưa đây. Rồi mã vàng đẹp nè. Trời ơi. Thi Nguyễn mã xanh là mã 2 á. Mã vàng. Cái này là mã xanh dương. Thi Nguyễn cho mấy màu đẹp đi. Rồi rồi.
lấy Huy Nguyễn cái vàng đi. Thêm á. Huy Nguyễn cái này đẹp nè. Xếp thành phố 20 tỉnh 30 nha chị. Cái này là mã hồng. Huy Nguyễn cái này đẹp là bấm hồng đi, hồng. Rồi cái này là chốt giùm lon là mã mã xanh dương. Mã đỏ, ồ đỏ bi đỏ đẹp nè. Mã đỏ 60. Viên Nguyễn có hồng. Viên Nguyễn có và hồng. Viên Nguyễn có hồng chị đẹp ơi. Ô còn cái xanh biển này chị Viên Nguyễn ơi. Trời ơi. Đẹp quá trời luôn. Cái này được hai cái mà áo xịn nè. Mấy chị ơi bấm cho Loan xin áo trắng. Nam nữ mặc được. Em tặng 55 cho hai người. Mấy chị ơi nó đẹp dây nè. Đẹp lắm luôn. 55 ngàn cho hai người. Cái này vốn nhiêu miết luôn. Len xanh. Đó bán cho bớt mấy cái cục này nè. Ôi ôi áo dễ thương không. 40 ngàn len xanh nhìn mặt nè mấy chị. 40 ngàn len xanh. Cái đó 55 á. Trong bình cao trắng. Chị Huy chọn cao trắng là hết nha. Trời ơi cái này đẹp lắm. Ra ngoài thử đi phải 200 không. Con ơi chị Duyên Nguyễn á, chị ok là chắc là cái xanh đó con. Chị Duyên Nguyễn lấy thêm nằm xanh đúng không chị? Cái của My á. Rồi cái này Long Sale tặng 65. Đỏ. Len là của ai? Len 40. Trời ơi cái áo này đẹp. Lên mã sơ mi. Lên mã sơ mi hay sờ mờ cũng được. 20 ngàn tặng. Trời ơi bộ đồ này đứt hàng rồi lòi ra nữa nè. Trời đất ơi. Vân Trần không có nha chị ơi. Vân Trần không có nha. 40 len cho chị. Bộ lon vỏ. Rồi bộ này đẹp quá trời luôn nè. Bộ này đẹp quá à. Bộ này 60kg nha. Bộ Baby Doll nè. Bây giờ bộ này 99. Bây giờ Loan bán cho khách yêu 69. Sao mờ hả chắc mạng đó chị ơi. Phương Dương 69. Áo rin. Áo rin em tặng 100. Nếu ai nhanh được em nói thật lòng luôn. 350 Loan để 100. Bị gì đứt hàng rồi. 55kg dừa màu này bao giặt máy 10 năm không ra màu. Bởi vì nó không có nhuộm không quát gì hết. Nó chỉ là nó vậy thôi đó. Nó vậy nè. Áo jean 55kg sale tặng 100. Đầm ton hồng 60. Đẹp lắm 60kg mà. Đầm ton hồng 60. Vàng 50. Trời ơi. Subin đâu rồi đẹp nè. Nguyễn Hằng có riêng. Cái này 55-56kg nha. Vàng 50. Len trắng 40. Chơi luôn. Trong khi đó em bán 70 mà dành đó mấy chị. Cái này mấy chị lên cái quần, cái váy gì cũng đẹp trơn. Chị nhìn nè, mắt lạnh luôn. Thảo ở đây 69 hết rồi con. Hết rồi. Rồi len 40. Cái này mấy em xả nha mấy chị chứ. Hết rồi. Ê, mã nhỏ nãy nhiều người hụt lắm nè. Mã nhỏ 30 nè, nhỏ là 50 quay đầu, nít 25kg nha. Nè mấy chị, ơi chết mà hết pin rồi kìa em ơi. Mai len trắng Mai Thanh Nguyễn 40. Mã nhỏ. Bé Mỹ ơi con làm đi để em dạo lại cái tắt luôn. Kim Nhung Nguyễn có vàng, Kim Nhung Nguyễn cho em xin lại số nha. Mã nhỏ 30. Vàng 50. Rồi cái này lên giùm em nha. Cái này lên giùm Loan mã len đen 40 luôn. Mấy chị nhìn cái nút nè. Len đen 40. Ủa quá trời đồ. Xả bớt nè. Chứ lỗ quá trời. Mã ren nè chị. Mã ren đẹp nè chị. Mã ren Loan tặng 40. Mã ren Loan tặng 40. Mã ren nhon nhon thôi nha. Bự vừa. Nhỏ cho chị Thanh Thúy Lam. À, ren đen. Ren đen này là nguyên vừa nè. 40 ren đen cho chị Nguyên. Len đen cho Thái Thúy. Thái Thúy 40 lỡ này. Bộ này 250 Loan sale tặng cho mấy chị 85. Bộ này 55 quay đầu nha. 85 ngàn trời ơi. 85 ngàn bộ này xinh ơi là xinh. Bộ hàng xịn của Loan nè.
ren hết rồi, ren của Nguyễn Quyên rồi, rồi bộ 85. Mấy chị ơi, cái quần này nó thật 230 mà nhỏ lô tiên 50 ngàn. Người nào nhanh được quần 50 đưa mấy cái đàm xả hết đi. Nè, bữa nay chai banh nóc nè. Ừ, đưa đây. Rồi rồi, chai lớn đi. Cái quần nam rút luôn. Chị Nguyễn Ánh có bộ 85. Rồi, áo nam rút luôn. Không, một cái này. Nguyễn Quyên cái áo nam luôn, áo nam xả bữa nay lỗ luôn. Vậy hả? Vậy Diễm Quỳnh nha. Diễm Quỳnh nó hụt đó. Diễm Quỳnh có 40 nha em. Rồi bây giờ quần của ai vậy? Cái bộ đó của ai à? Nguyễn Ánh hả? Quần 50 ai vậy? Nè bây giờ em tặng mỗi người một cái đầm xinh ơi là xinh. Em nói luôn là 200 ngàn đó, mà bây giờ em bán 50 ngàn một cái nè. Mấy chị ơi, em bán tặng nha. Nhớ dùm lon là cao là 55kg lùng, 50kg quay về nha. Tại vì cái đầm body này á, là hàng hot girl. Thì cái người nào bự quá đừng có mua nha. Nè em bán tặng đầm hồng 50 bữa nay lỗ ơi là lỗ nè. Đó rồi, chơi dùm em là đầm hồng 50, đầm vàng 50. Trời ơi, bữa nay có ai mà bán không? Chết, chốt. Đầm này là đầm vàng. Chết mẹ, vàng, chỗ này vàng nữa hả? Bộ đầm xanh, nãy là hồng, này xanh đi. Xanh 50, chị nào mà mặc cái tông này quất mẹ 2-3 cái đi chứ em lỗ quá trời nè. Nghĩ sao bán 50 trời. Đầm hồng Hà Thanh Nguyễn. Rồi cái này là chốt dùm lon mã đầm gì? Phương Nga sao nha cô ơi. Phương Nga sao cô ơi, chưa biết mà. Tại cái mạng đó cô. Rồi cái này gì? Xanh ha. Rồi cái nãy vàng. Rồi đi mã 2 đi. Mã 2 50. Trời ơi là trời, tôi bán giá này là tôi muốn chết luôn. Mã 2 50. Mã 2 50, trời ơi bán giá này mà còn suy nghĩ nha mấy chị, lẹ đi chị ơi. Mã 2 50. Mã 2 là này. Có mã 2. Đó, mã này mã xám nè. Trời ơi. Em tưởng mấy chị dành chứ ai dè đâu. Mấy chị dành em cũng vui đó, là bởi vì em ăn lỗ mà mấy chị mua là em mừng. Mà mấy chị không mua luôn đó em buồn ha, quá trời buồn luôn. Buồn quá trời buồn luôn á. Thì tại vì em lỗ thiệt lòng luôn. Rồi mã này là mã mấy gì? Mấy gì? Mã xám, mà mã xám đi. Mã này đi, mã này mã 3 đi. Ủa, giống nhau không? 50 ngàn cái không mua, trời ơi. Rồi, mấy chị ơi, áo nam nhà em còn có mấy cái rồi, cho nên là ngày hôm nay Long chơi đứt luôn. Có xám luôn chị. Áo nam này Long còn size 50 và 52. Size 50 là 50kg, size 52 là 60kg. Nếu chỉ có hai size thôi hết rồi. Thành ra là bây giờ như vậy đi. Mấy chị, nè, áo nam này 200 ngàn cái, bây giờ 40 ngàn. Mấy chị lẹ tay giúp em đi. Mấy chị mua cho Lon là 60kg 2 cái, 50kg 2 cái, 3 cái để dành. Hết rồi. Ai mua rồi biết hàng đẹp lắm. 40 ngàn. Ai nhanh còn cầm hết nha, thiệt lòng luôn. Đừng có bấm ký nhiều nha, tại vì 50kg, 60kg thôi. Chị ơi, 10 tay em lấy nha. Thanh Thúy Lam, 10 tay là sao? Là bữa nay mới có nhiêu tay? À, 8 tay. Ừ, được, được. Được, được. Chị có sơ mi nam không? Dạ không. Áo nam 2. Mấy chị ơi, comment ký gì? Bây giờ Diễm Quỳnh là 2 cái nè, bấm đi. Rồi. Nguyễn Nga 2 cái 60kg nè. 40 ngàn cái lẹ lẹ dùm em. Mua đi mấy chị ơi. Trời ơi, em còn biết vốn liếng làm sao luôn á. Rồi bộ này 140, 55kg vừa. Em chốt tặng cho mấy chị Trân Đinh ơi, em chưa chốt áo nam cho chị. Chị phải bấm ký nha chị. Nha. Thi Trần có áo nam. Con bấm Trân Đinh đi, chị nói ký điền vô cho nó nhanh. Rồi bộ này 55, 56kg vừa nè. Em có 3 bộ, màu đỏ, màu xanh than, màu cam sữa, màu hồng. Thi Trần ok chị. Mấy chị ơi, ngày hôm nay là 140 Lon bán 60 ngàn, mấy chị lẹ nha. 60 ngàn mấy chị lẹ nha. Lon nhập vô 80 mấy ngàn, chưa tiền xe tiền cổ. 140 lận nha mấy chế ơi, lụa hàng xịn nha. Bộ đỏ giùm em nha. Ok chị Trân Đinh được á, chốt đi. Mấy chị ơi, bộ đỏ nè 60 ngàn nè.
Bộ xanh than 60 ngàn nè. Bộ cam sữa 60 ngàn nè, lẹ lẹ đi. Trời ơi, lẹ mấy chị. Lụa hàng coi giản nhẹ ngon lành. Đổ chi có xanh. Rồi đổ chi có xanh. Rồi bộ hồng nữa nè. Cam. Cam, cam sữa. Thu nha có cam. Thu nha có cam. Rồi màu hồng nữa nè, hết rồi. Hết luôn rồi đó. Hồng. Diễm Quỳnh có hồng. Diễm Quỳnh có hồng, Diễm Quỳnh thấy hồng lắm. Rồi à, hết cho mấy chị ơi. Rồi bây giờ tới len đi. Mấy chị ơi, chơi cho lớn mấy chị nào tranh thủ nha. Em tính nghỉ rồi đó, tại nãy giờ em tắt, giờ em like lại cái nữa. Nên là mấy chị ở chơi với em đi, em tặng hết luôn. Cái len này Long Sale tặng 30. Em hết bộ rồi mấy chị ơi. Mấy chị nhìn nè. Len đen 30, comment giùm em. Len đừng quan tâm ký, ai mặc được. Rồi len trắng nè. Trời ơi, rất tươi, nó đẹp nè. 65kg vừa bộ cái áo này nè. Len trắng 40. Len trắng 40. Em hết bộ rồi mấy chị ơi. Hết bộ. Cái này đẹp lắm mà nó nhon nhon nha. Cái gì đen 30, trắng 40. Cái này lên cho Long mã số 1, nó hơi nhỏ xíu nha. Mã số 1 30. Mã số 1 30 là hơi nhỏ một tí nha. Mã số 1 30 hơi nhỏ. Nhỏ là nhon nhon hoặc là con nít. Rồi, cái này là hồi nãy đen phải không? Bây giờ đen nữa hả? Số 2. Số 2 giùm em. Nguyễn Hằng cái 1. 30 nha. Trắng 40, trắng cho chị anh Vũ Nguyễn 40. Rồi cái này số 2, 40. Số 2, 40. Chị Duyên có xanh nha chị ơi. Cái này lỗi 10 ngàn. Lỗi nha, về tự xử giùm em. Tại vì trong lúc nó may nó bị dính lại. Rồi lỗi nha, lỗi 10 ngàn lẹ lẹ giùm em. Lỗi 10 ngàn. Lên 30 đó con. Lên 30 đó. Ê, lên 30 đầu tiên á là này nè. Này nè, cái này nè. Lên 30 còn cái nè. Cái đó nhưng là lên mà lấy lên số giùm em ơi chị ơi. Quỳnh quà cho số chị 30. Trời ơi, cái áo này bữa 70 giành giật nè, chán ghê luôn. Cô ban. Cô ban, cô ban 30. Cô ban 30. Cô ban 30. Xanh nút nha, comment xanh nút 30. Huỳnh Hòa lên số giùm em. Cô ban 30, lỗi 10 ai? Lỗi 10 của ai? Lỗi 10 của ai? Trời ơi, lỗi 10 ngàn mà không mua luôn. Rồi, len nút 30. Xanh nút 30. Len đen 30 còn cái. Len đen 30 nha, comment len đen 30 mới được nha mấy chị ơi. Len đen 30 lẻ nha. Len đen 30. Len đen 30. Len đen 30 nè. Len kem. Trời ơi, dễ thương quá nha. 30 luôn. Len kem 30. Nút Hoàng Yến. Nút Hoàng Yến 30. Nút là cái xanh đó. Vân Trần lỗi 10. Lỗi 10 Vân Trần. 10 kem á. Xanh nút hết nha. Cô ban 30 của ai? Rồi kem 30. Kem 30. Nút hết nha. Lên đây 30 là cái đó, đúng rồi. Chị Quỳnh Hương có nha chị. Lỗi 10, lỗi 10 hết rồi. Của Văn Trần rồi. Ngọc Quỳ Thương có kem. Ngọc Quỳ Thương 30 kem. Mấy chị ơi, cái này là lông thỏ nhưng mà Long cũng tặng 30 luôn. Lông thỏ nha. Mấy chị đừng bấm đen nha. Cái chất miệng như vậy nè. Lông thỏ 30. Quỳnh Hương lon hết kem. Rồi lông thỏ 30 đẹp lắm. Mấy chất nè. Lông thỏ 30. Lông thỏ 30. Ủa này mua mắc lắm mấy chị ơi. Lông thỏ Nguyễn Thư. Lon vỏ 30 đen kìa. Mấy chị ơi bây giờ vậy đi. Em nói thiệt với mấy chị luôn á. Cái này người lớn con nít chuyển được hết trơn á. Nè em mua mắc lắm nha mấy chị. 150 đó mà bây giờ thôi vậy đi. Mấy chị ơi 35 ngàn hai cái hồng một cái 35 nè. Rồi một cái xanh nè. Một cái vàng nè. Hai cái ba cái trắng nè. 35 ngàn lẻ giùm em nha. Rồi lẹ giùm em nè, con nít mặc được luôn. Hạnh Nguyễn kem đen. Kem đen hết rồi chị ơi. Rồi bây giờ 35 ngàn là lông thỏ còn không? Lông thỏ bán luôn hả? Rồi 35 ngàn hồng nè, lẹ đi mấy chị ơi.
hồng quanh ngô lấy xanh lại này nè, 35. Cái này, cái này vàng nha, cái này tại vì nó bơ mà gọi nó vàng cho nhanh, 35 vàng nha, 35 trắng, 35 trắng, 35 tặng hết luôn. Trăm mấy cái bán 35.000 thấy ghê không? Cái này người lớn trẻ em được, mà người lớn thì nhon nhon một chút dùm lon. Ngọc Hân trắng hồng, Ngọc Hân nè, không thở hết chị ơi. Hồng vàng, hồng vàng, hồng vàng, lấy hồng cho chị Ngọc Huệ Thương đi. Không 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 không, đang lại này đúng rồi nhé. Ngọc Huệ Thương là lấy hồng hết vàng nha. Ý ý, cái đó vàng đó, Ngọc Huệ Thương luôn. Nhưng mà vàng đó, Ngọc Huệ Thương luôn á. Rồi trắng của ai? Trắng Phan Hà, 35. Trắng Phan Hà, còn hai trắng nha. Rồi hết luôn. Nè, bộ này là được 3 bộ nè. Mấy chị bấm số 3 giùm em đi. 55kg vừa, em nói thiệt với mấy chị, bộ này 125 không đủ bán. 60.000 cho 3 người. Ai mua trước đừng có chửi em nha. 60.000 cho 3 chị nè, nhanh tay đi. Bộ này mặc nhà mát lắm. 55kg quay về, 40-55kg quay về. Bộ này cưng xỉu luôn. 60.000 chốt, tặng 3 chị. Các chị nhìn cái mạc nè, đẹp không? Rồi chốt 60.000 tặng cho 3 chị từ 40-55kg. Chốt giùm em mấy chị ơi. Cái áo này bữa online là 89, nhưng mà mấy chị ra ngoài mua là có thể là 150-200. Em bán 59.000 chốt cho nhanh nè. 55 quay đầu. Ừ ok Loan nha. Nguyễn Ánh có một bộ. Chị Nguyễn Nhung Nguyễn có luôn là hết cho mấy chị. Rồi. Ủa sao bên đây không có chạy comment nè. Rồi 59.000 chốt cho còn 3 cái nè. Áo này là khỏi bàn nha khách ơi, không cần ủi đâu nha. Không cần ủi đâu, 59.000 áo trắng 59. Áo 59 nha, 55kg vừa. Rồi bộ này có người mới xả nè mấy chị. Bộ đuổi xịn nè. Đuổi xịn này cao 55, lùng 50kg. Đuổi xịn dùm lon nha. Trắng 59.000 của Thùy Dương. Lẹ đi em. Trắng cho Lê Thanh. Trắng Quốc Bảo là hết nha. Rồi bộ đuổi này lon sale tặng luôn. 60. Trắng nó hết không em? Trăm. Trắng nó hết không Trăm? Trắng nó hết không? Rồi đuổi xịn cho Thu Võ 60. Đuổi xịn Thu Võ 60. Cái áo sơ mi này có người mới xả nè. Thôi lon sale tặng cho khách yêu 30.000 cái sơ mi này. 58kg vừa. Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh là bộ đó hết rồi chị ơi. Nguyễn Ánh 60kg vừa không? Dạ không chị ơi. Hạnh Lê hết đuổi rồi. 30.000 cái áo này. Nguyễn Ánh có không? Ba mươi ngàn sơ mi. Lâu có một bộ ton xịn nè mấy chị ơi. Bộ ton xịn này 65kg đi. Tặng 100 lẻ dùm em. Đổ chi có sơ mi nha. 65kg dừa, 70kg dừa. Ai 60 đổ lên được. Ton xịn 100 chị Quỳnh Nương ơi. Ton này tới 140 lượng chị Quỳnh Nương hàng xuất nè chị. Chốt đi chị. Ton xịn 100, 60-70kg dừa. Hồi nãy chăm hồi nãy cô Lê gì gì Quyền á, Linh Quyền, cái gì Quyền á, Thu Nga là bả hụt bộ này nè. Chốt cho bả đi. Phương Nga phải không nè? Chốt cho Phương Nga bộ này nha. 85 cho Phương Nga nha. Phương Nga có ok lon để cho hết rồi đó. Phương Nga ơi, cô ok đi. Cái len này lon sale tặng 20 luôn mấy chị ơi. Ton của Quỳnh Nương nha Trâm. Thấy không? Nguyễn Thu Phụng luôn hả? Rồi xong. Không được áo trắng buồn quá. Phương Nga ok rồi đó. Rồi bà, này bán mới bán nhiều à? Len này nhiều quá trời.
Trời ơi, cái áo nam sale luôn nè, 50.000 áo nam, 65kg, cái đầm 240 bán 50, 50kg quay về body nha khách ơi, 50, đầm đẹp lắm nha. Ton đỏ này đẹp nè mấy chị ơi, 50, nam Ngọc Quỳ Thương 50, ton đỏ 50 tặng luôn, ton đỏ đẹp lắm nha. Áo trắng này em bữa long lai 79 nè, bây giờ 59.000 nha khách ơi, 55kg đó, đẹp chưa mấy chị ơi. Chị Luân Hà ơi, nếu mà lỗi hơi hơi chị xài giùm em nha, tại vì á, em sale tặng rồi, có nhiều khi hơi hơi chị ấy giùm em đi chứ. Áo khoác nè, áo khoác này thì là 40-35kg nha, cho đến 50kg thôi. Diễm Huỳnh có trắng, Diễm Huỳnh trắng nha, trắng 59, ton thì 50 nè. Vỏ có ton, ton 50, khoác tè tặng luôn 50. Khoác này là con nít 30-35kg, người lớn 50kg thôi. Khoác này trai gái được nha. Rồi khoác luôn 50, khoác đẹp lắm hết ơi. Nè khoác bỏ vô bịch đi. Rồi còn cái khoác này là, cái này là 55kg vừa 60, ton hết rồi. Tuyết Chương có khoác 50, rồi bấm khoác 60, 60 55kg, khoác 60 55kg. Cái đầm này mấy chị biết không, Tết long bán mấy trăm lận nè. Cái đầm này 54kg quay về, đầm trái bí rất là đẹp, khoác 60 của ai mấy chị ơi. Rồi bây giờ long để cái đầm này, bây giờ nói thiệt luôn, lẹ nha, 60.000. Rồi cam, đầm cam là body 50kg vừa, 52kg vừa. Đầm cam 40 tặng luôn, cái này ra ngoài là 200 đó. Trời ơi là trời, 40. Đầm 60 của ai? Đầm 60 Nguyễn Hằng. Khóa 60 Diễm Ngọc. Khóa 60. Đầm là bỏ vô đi em. Diễm Ngọc là khác nha nhí. Đầm là Nguyễn Hằng nha. Rồi cam 40 ai? Cái áo này đẹp lắm mấy chị. Áo bi nha, Nguyễn lên mãi giùm em. Có 40. Áo bi sale 45. Áo bi sale 45. Rồi quần đủ bán giữa lòi ra nè. Cái quần này 50kg vừa sale 40. Quần này đủ bán nè. Quần 50kg vừa, co giãn mềm. Quần 40, lên mã quần nha. 50kg vừa. Đầm cam bán rồi nha. Rồi quần 40. Cái áo bi đẹp cũng chết, theo 45 á. Sơ mi này đó là 50, 55kg, 57, 58kg vừa nha. Cái sơ mi này nó mất cọng dây, nó quên, mấy chị gài gắn cọng dây giùm em nha. Quần Nhật Trần em ơi, quần 40 Nhật Trần. Hồi nãy mới có đem cục quần qua đó, chăm thấy không? À, lai rồi, lai rồi, hết rồi. Sơ mi này á, nó dứt cọng dây mấy chị, sale 20. Sơ mi 20. Cái jean này là hàng mắc nha mấy chị ơi. Sơ mi này 500 mấy lận nha. Ủa quên, khoác jean 500 mấy lận nè. Sao nha chị ơi? Sao nha chị ơi? Chị có nói chị trước hoài. Cái nào trước là em để cho. Sơ mi Hồ Tuệ Linh. Rồi sơ khoác này 550 bán 150 đi. 57kg. Đè, cái này đẹp nè, crop top nè, cam nha, comment mã áo cam. Comment mã áo cam xe 40. Cái quần này 270 nè mấy chị, hết luôn rồi đó. Quần 55 quay đầu. Lon tặng 100 lỗ biết bao nhiêu luôn, quần 270 lận. Quần best ghi chính tất, zin mềm co giãn ngon lành. Rồi lon tặng 100 luôn mấy chị ơi, nhớ giùm lon là 50 đến 55kg nha. Quần 100.000. Quần zin 100.000, quần 100 nha. Cái áo này là len nha mấy chị ơi. Comment mã len 30. Áo jean của Thanh Xuân.
áo jean. Số giùm em nha chị. Đầm con canh mà có cái nón là 55kg vừa. Quần chị trăm là Nguyễn Phương. Nguyễn Phương lên số giùm em chị ơi. Bé chào, bé chào. Ở trên đó quần muối tiêu còn giống vậy không, đưa má đi. Rồi 30.000 cái len này đẹp lắm mấy chị ơi. Đúng không? Chơi luôn bữa nay đi. Diễm Nguyễn hay mi? Ủa Trâm. Ok chị Nguyễn Phương nha. Diễm Nguyễn Trâm luôn. Ba mươi ngàn. Nhận đi ghiền. 30.000 nhận đi ghiền. Tặng hết được 2 người. Len 30 được 2 người. Ủa cái cam không lấy hả? Trời ơi cái vàng. Xuất sắc 40 thôi. Diễm ơi lẹ Diễm. 40.000 vàng. Nói chị bộ này tới 140 luôn nha. Nguyễn Hằng lấy quần. Ủa cái nào nãy ai rồi mà? Ừ rồi là Nguyễn Hằng nè. Nguyễn Hằng quần trăm. Con canh. Con canh có nón hả? Con canh không có nón hả chị? Dạ cái đầm đó thì khoảng 60kg vừa chị ơi. Vàng 40 cho ai vậy? Thu Thủy. Chị Quỳnh Mai lại sao? Lên vàng hết. Diệu Hân ơi, Quỳnh Hương hết vàng. Lụa con hạt đẹp lắm. Mấy chị ơi bây giờ Loan để 100 đi nhẹ lẹ lẹ giùm em nha. Em nói thật lòng luôn, lụa Latin này là mắc nha mấy chị ơi. Mà Loan để 100 là Loan lỗ hai mấy ngàn nè. Tại vì này Loan mua cao lắm mấy chị. Nhìn cái quần bèo, tay bèo nè. Bộ này thì 55, 56, 57kg vừa nha. Chị ơi Diệu Hân ơi chốt bộ này mặc nhà chơi chị. Bộ này Loan nói thiệt lòng luôn lỗ nè. Tại mua cao lắm. Tại vì em mua cao nha. Con hạt 100. Tháo đi hết vàng chị. Nè cái quần này đẹp nè mấy chị. Cái quần này có một cái nè, chị nào lấy lên luôn. Cái quần này có một thôi nha. Cái quần này Loan sale 50.000. Người nào nhanh nhon nhon thì mua. Quần 50. Len 30 bán chưa? Chị Hạnh Nguyễn có nha chị. Dạ nhiêu hả chị? Diễm Quỳnh có quần. Trời mấy chị nhiêu ta? Cán chị 300 hay giữ gì đi. Lát coi lại tính. Quần 50 Diễm Quỳnh. Quần có cái à. Cái này là lông thỏ nha, nó khác nha. Chắc đã lắm mấy chị. Rồi hơi 30 luôn, lên mã lông thỏ nha. Lên mã lông thỏ cho Leon nè, 30. Lông thỏ 30. Lụa là 100. Nguyễn Hằng có lụa. Len 30 Leon còn 1 luôn. Len 30 Leon còn 1 luôn. Mấy chị bấm cho Leon len 30 nha. Len 30. Đẹp chưa? Len 30 Loan còn 1 luôn. Ủa quần này nó đẹp hàng Quảng Châu nhưng mà nó nhỏ quá là sao? Bán cho nít ha. Còn sót 1 nè. Quần nhỏ 50. Cái này mắc nha mấy chị ơi. Phí bích có lông thỏ nha chị. Đây mấy chị ơi, 50 quần nhỏ giùm em nha. Cái này là to nha. Lên mã len to. Len to lỗi Long bán 10.000. Len to 65kg lỗi bán 10.000. Len to Long bán 10.000. Cái này ai không lấy em lấy nha. Tại vì bữa em mặc cái khách này rồi. Nè cái này nhìn kỹ nè. Xịn nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này dây nha. Dây 30. Quần nhỏ ai chấm lẻ đi. Chị Minh Tuyết có quần nhỏ. Nè bộ này đứt hàng rồi mà có người xả nè. 125 đó, bây giờ Loan bán 65 luôn nè. Một người có nha, nhanh okay, tay nè. Chị Thúy Bích nha. 55kg dừa 65.000. 65.000, 65. Lỗi 10.000 của ai vậy? Cái này là mã dây nha chị Đỗ Chi ơi, chị comment mã giùm em. Lụa 65 Diễm Quỳnh. Chị comment mã cho em chốt nha. Cái này đẹp mà mất cái quần rồi, để lát con tìm. Cái này là áo nam. Áo nam nữ muốn bận bận nha.
Áo nam này hàng mắc tiền nha mấy chị ơi, 40. Bộ 65 có người lấy rồi. Áo nam 40. Dây 30. Dịu hơn dây 30. Không. Đổ chi 30 á. Đổ chi dây đâu? Nè đổ chi nè. Lụa dây này á hả? Lụa dây này chưa tìm được cái quần, chưa chốt được. Lỗi 10.000 tường vi. Nè hồi nãy ai hụt cái quần này chốt luôn, 40-50kg quay về. Quần 40 dùm lon nha, mấy chị bấm quần 40 là ra liền. Ủa quần này, quần này bị lỗi rồi, thôi để trả đi hả? Hay là bây giờ mấy chị muốn mua thì lon để 20 luôn đi. Mấy chị muốn mặc dùm em thì mặc. Rồi quần lỗi 20. Trời ơi lụa này đẹp lắm, lụa xanh. 65 con hạt đẹp quá trời. Thôi em để cho chị gì đi. Ai giờ? Lụa hạt 65. Lụa hạt 65. Lụa hạt 65. Trời ơi áo này dễ thương lắm mấy chị ơi, thấy vậy chưa mắc nha. Rồi 30 len áo hồng không ai len nha, nó thun á. Hạt cho ai? Thì Linh Nguyễn có hạt. Thì Linh Nguyễn có hạt. Lon có bộ dây hồng, bộ dây xanh. Lon sale 55 tặng luôn cho mấy chị nha. Dây xanh 55, 55kg. Dây hồng 55, 55kg. Đổ chi có hồng. Đổ chi có 30 hồng. Dây hồng 55, dây xanh 55. Ngày qua tìm được cái quần, hôm nay lòi ra cái áo nè, thấy ghét. Đâu rồi, thiệt tình. Nguyễn Phương có dây xanh. Cái này Long Sale tặng 50.000 cái váy luôn. Váy này đẹp lắm, có quần ở sao nè. Váy này 50kg quay về, 40-45 độ lên nha. Váy 50 được 2 người. Dựng chồng có hồng. Bộ này mắc nha, 135 đựng đó. Bộ này nó vậy nè. Bộ này nó vậy nè, cưng không? Đứt rồi nha, 75.000. Bộ quần dài á, bộ hồng, bộ dài 75. Bộ dài 75. Bộ dài 75. Set này đẹp lắm mấy chị ơi nè. 50kg quay về. Diễm Quỳnh có bộ dài. Đó. Rồi set nha, set 60. Đang tặng luôn á. Set 50kg quay về nha. Len 30. Len 30. Len 30. Nguyễn Thu Phụng có xét. Len 30. Cái này là đầm ren nè. Mấy chị ơi nói thiệt luôn là đầm này hàng Quảng Châu nó mắc nhiều gì luôn á. Mấy chị ơi bán 50.000 nhanh tay nhanh tay. 52kg vừa, 50-52kg vừa nhịn bịch nè. Đầm ren 50-52kg hàng hot girl đẹp nha. Rồi chốt dùm lon 50-52kg chuẩn nè. 50.000 cái đầm ren. Hàng Quảng Châu nha, nhìn túi nè. Hồ Tuyết Linh 50. Cái quần này đứt hàng rồi, 30 đi. Quần này 60kg vừa nha. Lên bấm quần 30 là được. Quần 30 nha. Đầm hết nha chị Nguyễn Hằng ơi. Áo hồng dễ thương không? Sale tặng 35.000. Ai nhận được ngon em mua biết nhiêu giờ bán 35 chơi vậy. Áo hồng 35. Cái này đẹp lắm luôn á nha. Mã này len nha 20. Len 20. Bộ nho 50. Kim Nhung Nguyễn có quần. Kim Nhung Nguyễn có quần. Áo len 20 nè. 35 Hà Thanh Nguyễn á, cái đó đó. Hà Thanh Nguyễn trước nha chị Nhật Trần ơi. Chị Bình Thanh hết rồi chị. Má Hồng em hết, Nguyệt Tưởng ơi. Rồi cái này là 20 len của chị Yến Vĩ. Bộ nho sale tặng 50, bộ này đẹp nha.
Bộ này 125 mà bán 50 nè, 55kg dừa. Bộ này mát lắm mấy chị ơi. Nho 50. Len dây sale 20 đi, cái này ai mua được cái này ngon nha, đẹp dữ dằn luôn. Len dây 20. Xả xếp giùm chị. Người Thu Phụng xả xếp coi. Rồi, ok, nho. Nho của ai? Chị Nguyệt tưởng có nho. Nho 50 dây 20. Cái này là zoom mà bữa không đủ bán, giờ lòi ra một bộ thì ghét ghê, 50kg đi. Nó zoom bóng rộng cực kỳ đẹp luôn, mấy chị đi biển được nè. Có eo, cột eo đây. Rồi nho, cái gì zoom nha, zoom, zoom 60. Len dây 20 nha mấy chị. Len dây 20 của chị Hạnh Nguyễn. Vậy hả? Chị cứ chốt cho chị đi, không phải bỏ ra con. Bộ hạt xanh sale luôn 100 nè. Con hạt xanh 55 56kg vừa. Áo đâu rồi? Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, sale 100 luôn. Ủa cái này nó 550 lận mấy chị tin không? Không tin nhận đi rồi mới tin nha, bởi vì nó đẹp lắm. Cái này là lên mã zoom đen hàng xịn nè, của Hàn Quốc. Zoom đen 55 57kg. Vậy cuối cùng dây đen đúng không? Thằng Hà người dây đen đó nha. Chị Hạnh Nguyễn phải ok đi em cái nha chị. Rồi zoom 100 nhận đi rồi ghiền mấy chị yêu ơi, mặc lên cái bụng phẳng lì luôn. Zoom xịn 100 nhận đi rồi mới biết đẹp. Con hạt này có cái áo tay nó xòe ra đây mấy chị ơi. Mấy chị lấy giùm lon đi, tại dính nó nằm ở đâu. Rồi áo hồng luôn nè. Mấy chị thấy như vậy chứ em mua mắc lắm. Áo hồng lon sale 30 nè, mặc với quần jean đẹp nha. Áo hồng 30 nè. Nè bộ này cũng bộ đó. Sale luôn nè. Nè mấy chị ơi, em nhập vô 80 mấy ngàn á, bây giờ lon bán bộ lụa này 55kg nha. Lên cho lon lụa xanh 65. Con hạt Quỳnh Mai bỏ, hồi bỏ áo vô. Hồi bỏ áo vô Quỳnh đẹp Mai lắm chị. Rồi, 65 ngàn bộ này. Cái đó 100, cái đó 140 bán 100, lỗ mười mấy hai mấy ngàn đó. Nhận đi chế ơi, lụa Latin hàng xịn nha. Rồi, lụa xanh Thùy Linh Nguyễn 65. Chị Nguyễn Ánh có lụa. Ê, ta đọc Thùy Linh Nguyễn rồi đó. Nguyễn Ánh không có nha chị ơi. Đây, đây, ở trên đó có mấy bộ lụa rồi, xả hết đi. Đó, đó, đó. Kìa, kìa, kìa. Nè, vào, mấy chỉ cái tay không chịu nhìn. Đó, thẳng vô. Bên đây, bên đây. Ừ. Xả cục đầm luôn đi. Chị đổ chi có len dây nha chị. Rồi bộ này trời ơi, bộ này đẹp nè, 50. Mã 5. Mã 5 50. Bỏ cái bộ đó vô liền đi em. Rồi cái này là mấy chị ơi, 200 mấy một cái tinh tinh thôi. Nhưng mà em nói thiệt với mấy chị luôn á, là dưới 50kg là ok nha. 50 ngàn. Nhớ giùm lon nha, nhỏ nhỏ thôi. Anh Vũ Nguyễn 50. Cái đầm này 240 luôn dám bán 50 là bởi vì nó nhỏ, ưu tiên cho người nào dưới 50kg ok. Nghĩa là em mặc được nha mấy chị, nhưng mà em ngồi cũng được. Thành ra là em 52kg thì em trừ hao. Em chốt cho mấy chế còn dưới 50kg là ok. Cái đầm này 50. Lên mã đầm đi, chơi luôn. Rồi bộ này nè, mấy cái bộ này đẹp không luôn á, 50 ngàn bộ chơi nè. Em nói mã gì mấy chị lên mã giùm em nha. Bộ này thì 55kg vừa. Nè mấy chị lẹ lẹ đi bán luôn nè. Lên cho lon đi, cái quần màu gì là lon nói màu đó nha mấy chị ơi. Ok Quỳnh Mai nha. Rồi 50 mã lụa cam, 55kg vừa mấy chị yên tâm. Đẹp lắm. 50, trời ơi mấy chị, em nói thiệt luôn, 125 là em nhập vô 7 mấy 8 mấy gì á, 9 mấy gì á, bán 50 ngàn lẹ lẹ nha. Rồi lụa cam 50. Lụa đỏ 50. Rồi bán lỗ nè, lẹ lẹ chứ chị ơi. Lụa đỏ 50. Cái này ngủ là ngon lành luôn. Lụa đỏ 50. Lụa đỏ 50. Lụa đỏ 50 là kế bên. Ngọc Hân hỏi lon cái gì vậy? Hỏi cái gì? Đầm dừa em, đầm là dừa. Bộ hồng 50 là bộ hồng nè. Chị Trâm Bích có đỏ.
Lụa hồng 50. Lụa xanh than 50. Xanh than 50. Trăm lưu để 2 bộ. Thì lên quẩy có hồng. Trăm lưu 50 x 2. Thì Linh Nguyễn có hồng. Bộ này đẹp á, Long để cho Diệu Hân nha. Bộ này đẹp nè chị, Long để cho Diệu Hân đi. Bộ này bộ số 1 nha. Tiên Tiên ơi, mẫu số 1 đi chị. Bộ số 1 nha, 50 lỗ nè. Đây cái bộ đó dương hả? Mấy chị nào hai bộ nhập vô đi. Rồi bộ này số 1 nha. Thanh Xuân số 1 kìa. Tiên tiên. Một bộ màu nào cũng được. Tiên tiên lấy màu cam đi, nãy giờ quá trời người hụt nè. Tiên nè. Rồi màu nu của ai? Màu nu của ai? Kỳ Oanh Nguyễn nha, chế để hết nè. Rồi Kỳ Oanh Nguyễn đi tới em là hết nè. Kỳ Oanh Nguyễn đó là hết nè. Đó. Rồi sơ mi này là hàng xịn nha, nhưng mà nó còn 4 cái. 5 cái bấm số 5 đi. Cái sơ mi này nó đẹp lắm mấy chị ơi. Ngày hôm qua ai mua rồi thì đừng mua nữa, nhưng cái này đẹp lắm. Nhớ nha, mặc cái gì cũng đẹp mấy chị like nè. 40 ngàn cho 5 chị. Sơ mi 55kg vừa nha, 40 ngàn cho 5 chị. Ôi ơi, ngủ không đủ bán, giờ lòi ra nè. Ngủ 60kg quay về 50kg đổ lên, đẹp. Hết luôn rồi nha mấy chị ơi. Kỳ Oanh Nguyễn lấy nào hết luôn rồi. Ngủ này, bấm ngủ nha mấy chị ơi, bấm ngủ giùm em nha. Sơ mi Nguyễn Ánh. Sơ mi Lê Thanh, 40. Rồi mấy chị ơi, ngủ 50 được 3 người. Trời ơi, hàng xịn lắm mấy chị ơi. Vậy thôi Kỳ Oanh Nguyễn không lấy thì chút người nào nu đi. Đã ta ưu tiên cho rồi à. Chị ơi thấy chứ không phải là không thấy, nhưng mà sao người ta rồi. Thì thôi bây giờ bộ nu đó chị không lấy, em để cho chị khác nha. Ai vậy? Linh nu quá trời luôn á. Trang Nguyễn có nu nha bà chế ơi. Rồi ngủ được 3 người lẹ lên. Ngủ cho ai? Sơ mi xong chưa em? Sơ mi xong đi. Sơ mi cho xong hết đi. Chị Ngọc Trang có sơ mi. 40 rồi tiếp tục. Chị Cương Kim có sơ mi. Ai nữa? Chị Diễm Ngọc có sơ mi. Rồi hết, bắt đầu ngủ được 3 người. Ngủ được 3 người. Chị Hương Dương có ngủ. Hương Dương có ngủ chị. Trăm lưu có. Trăm lưu có. Nha. Rồi ok chị. Nè mấy chị ơi, lót nam này là mới về luôn, chưa kịp đăng hình, hàng hơi mệt nè. Ba cái này nó vi sai nhưng mà cứ là 55kg cho đến 75kg mặc được nha. 55 đến 75kg mặc được. Cái quần lót nam này nó chỉ có 3 cái cho một hộp hàng xịn luôn. 90 ngàn cho mấy chị nha. Em không biết lời là gì đâu, em nói thật luôn á. Bán kèm đơn cho mấy chị nè. Ôi nó đã dễ sợ luôn mấy chị ơi. Rồi hết ngủ rồi. Ba cái như vậy là ba màu mấy chị ơi nè. 90 ngàn ba cái quần lót nam. Mấy chị ơi nó đã dễ sợ luôn. Rồi lót nam một hộp như vậy 90 ngàn lên mã giùm em là lót nam nha. Rồi xả tiếp cho mấy cây nó đi rồi nghỉ. Ở trên đó đó lẹ đi em. Lẹ. Tiếp tục đồ bộ rồi đi. Hàng Quảng Châu nè mấy chị ơi, lẹ nha. Đó mấy chị thấy thương không? 52kg dừa. Áo này lên cho Lon mã 60. Nguyễn một cái duy nhất. Nguyễn Hàng có lót, Nguyễn Thị Hương Thủy có. 60.000 52kg dừa nha, trắng 60. Cái này đẹp nè, Quảng Châu mà nó mắc mấy chị ơi. Cái này lên mã hoa giùm em 60kg dừa. 40kg cũng đẹp nha chị Diệu Hân, là bởi vì cái này có cột eo. Lon để 60 tặng luôn. Mã hoa nha, mã hoa, cái này mặc đẹp lắm. Ai mà không chịu hở thì phối cộng áo dây vô, còn không thì thôi em thấy không cần. Rồi nha. Chị Lon bỏ có lót. 60 thì Ngọc Lam trước á. Quỳnh Mai là lót nam. Quỳnh Mai có lót nam. 60 ngàn là của chị gì á? Hoa. 60 ngàn Nguyễn Thu Phụng. Trời ơi, cái áo này nó thật, ai lấy em lấy nha. Tặng 30 dây trắng đẹp lắm mấy chị ơi nè. Tặng 30 dây trắng nè mấy chị ơi. 30 dây trắng.
Trời ơi, cái áo này bữa là cái này ai nhanh nhanh nha, 75 thôi, cái áo này mấy trăm rồi? 75. Áo này bao nhiêu ký không vừa? Cứ 50-65 ký. Áo này ai nhanh nha, 75 ngàn áo này nè. Cái này là áo xịn luôn, lon sale tặng 55 ngàn. Mấy chị nhìn cái like nó dít dắt nè, 55 luôn, 55 ngàn luôn. Áo này đẹp nha, hàng Quảng Châu. Đó. Cái này lá sa kê nè, lên mã xám đi mấy chị ơi, 60. Cái này đẹp này Thảo AD ơi, hàng Quảng Châu nè, nhìn nè, 60 ngàn mã xám, 60 ngàn mã xám. 30 là cái này. Ủa 30 là dây á, dây 30 á. Còn này 55 ngàn. Rồi Long có hai bộ xanh một bộ hồng sao tặng luôn nè mấy chị ơi, 55 ngàn luôn. Hả? 60 là cái này à? Chú Hoàng Hạnh có 60. Ê khoan. Xám ai vậy? Xám Hương Dương. Xám Hương Dương là cái đó đó, chốt đi. 55 là cái này. Xám là Hương Dương 60. Rồi đen là 55. Rồi cái này là bộ hồng. Rồi Đặng Yến là nhanh ghê không? Đặng Yến 55 nè. Rồi bộ hồng bộ xanh nè, bộ hồng bộ xanh 55 ngàn. Rồi mấy chị ơi, mã 3D, Thảo 3D hết xám luôn rồi. Nè mấy chị ơi, bộ này mấy chị 140 nè, mấy chị Quảng Châu nha. Rồi mấy chị ơi, sale tặng luôn 1, 2, 3, 4 người, 55 cho 4 chị luôn. 3D nha, lên mã 3D giùm em nha. Em bán tặng luôn mấy chị ơi, 55kg vừa nha. Mấy chị ơi, cái áo nam này hay là nam nữ gì quên rồi, mà cái áo này mấy trăm lận, hà xốp nè. Để em nha. Nè, cái áo này là dành cho người nào 45-65kg nam nữ quốc được luôn nha. Hồng 55 bán rồi hả? Còn bộ xanh đó mấy chị, còn bộ xanh 55 mấy chị ơi. Rồi 3D là của ai nhanh nhanh nhanh, 3D 55 tặng luôn. Nguyễn Trần Gia Khang lên số giùm em nha chị. Chị Uyên Trần còn bộ lấy giùm Lon nha. Rồi Uyên Trần bộ 55 là xanh. Đầm vàng 50 nãy em mua giùm chị Su Bin. Đầm vàng 50 cho Su Bin. Vào nghe không? Cái đầm vàng nãy xe nhỏ. Chiêu Nguyễn hết chị. Đây rồi bây giờ Thanh Xuân hết luôn rồi. Bây giờ cái này là lên cho Lon mã áo trắng, trắng đi. Rồi bây giờ như trời. Này mua cao quá à. 69 ngàn. 69 ngàn mấy chị ơi, 69. 69. U mì đó còn sót một cái nè. U mì này 55kg vừa nha. U mì 120 để 100. Tại vì mấy chị biết sao không? Cái này hàng mắc nha mấy chị ơi. Ánh chị ánh 69. Cái len đen này nó đẹp lắm, nó có thêu ở đây nữa nè mấy chị. Lo tặng 40 lẻ lẻ em nha. Nga mi hai cái kìa em ơi. Dạ, yeah, mở ơi. Đây. Cái này là mã 2 nha, tại vì nó khác cái hình nè mấy chị, mã 2 cũng y vậy à. Mã 2 đi mấy chị ơi, Nga mi được 1 nha. Bây giờ mã 2. Len của chị Hà Thanh Nguyễn 40. Mã 2 đi, nó y chang mà nó khác cái hình nè, đẹp quá trời luôn. Mã 2 giùm em bấm lại đi, để mất công mấy chị nói em là chốt không đúng nữa. Mà nó y chang à. Ngực đẹp quá. Bà ghẹo tươi chi vậy. Rồi quần xịn nè mấy chị. Quầy tưởng có mã 2.
cái áo này hồi là hàng xuất khẩu, là hàng xuất Mỹ á mấy chị. Áo này mấy chị biết không, 65 kg 60 kg vừa, nhưng mà hôm bữa leo lai rồi là 150 đó, nhưng mà ra ngoài á, nhưng mà ra ngoài là tới 200 mấy rồi nha. Em để 100 nha, áo cặp, áo xịn 100, áo xịn 100 dùm lon nha. Áo xịn hết mã 2 hả? Hết mã 2 hả Trâm? Mấy giàu ơi, Dụng Dụng mấy cái cho má cái đi nghỉ. Nguyễn Phương lấy quần xịn nè, 100 ngàn. Nó Dụng Dụng ngay trong đó, đừng đi đâu hết á. Với lại đưa cái quần đi nha, với con thảy cho má cái quần sau lưng con. Cặp cho Nguyệt Thu Phụng nè con, 100 ngàn. Để coi chừng mất kìa. Ừ, đưa đây. Mấy chế ơi, cái quần này nè, là em nói thiệt luôn, em mua 50 ngàn cái đó, mà em dám bán với chị hai cái 50. Thì bây giờ cái này trẻ em 30 kg, người lớn là 50 kg quay về nha. Cái này nó không có bự nha mấy chị nha, cho nên là nếu mấy chị nào có con nít thì mua đi. Đó, người lớn thì khoảng 45 kg thôi, là 47 kg gì thôi nha mấy chị ơi. Đó, bây giờ em bán cho mấy chị hai cái 50, 4 cái 100. Mấy chị ơi, mấy chị chốt đi, lon chốt lộn xộn cho mấy chị màu, nhiều màu lắm, màu đẹp không mà. Nha, hai quần 50, nhanh nhon nha, hoặc là trẻ em trai gái luôn. Rồi chốt đi hai quần 50. Trời ơi, áo dài. Áo dài này mắc tiền lắm chị ơi, áo dài của bé nè. Áo dài của bé hồi Tết nè mấy chị ơi. Giá của nó là 349.000 một bộ. Ai bấm áo dài chốt nha. Áo dài này là 25 kg quay về, 20 đổ lên. Rồi chốt đi mấy chị ơi. Áo cặp hết rồi nha chị ơi. Áo cặp là 65 kg quay đầu mà hết rồi nha. Nè mấy chị, áo dài này là 100.000 cho bé nào nhanh tay. Là tại vì hàng IF là tới 349.000 lần mấy chị yêu ơi. Bé nào 25 kg mua. Quần Quỳnh Mai có chưa? Bấm đi. Rồi áo dài 100 của ai? Hồi nãy chị nào nói có xanh nón để nha, giờ có đỏ nón nè. Chết cha, bây giờ nhớ rồi, nhớ ai đâu. 40.000 nè. Đó. Rồi cái nằm này body nha mấy chị ơi. Cái này 150 lon bán tặng 55.000, vàng và cam hết hàng. Chị Nguyễn Ngọc có hai quần, chị Hà Thanh Nguyễn có. Uyên Trần luôn. Uyên Trần có. 40 Bích Diệu lấy, Bích Triệu, Bích Diệu lấy. 40 Bích Diệu lấy lão đỏ. Chị Trang Nguyễn có hai quần. Trang Nguyễn Dòng Riền có hai quần. Bích Diệu là quần áo 40, bỏ vô đi em. Bích Diệu. Đầm vàng cho Thanh Nguyên, Thanh gì? Thanh Ngoan. Nè. Nè nè, đầm vàng nè. Cô quăng lên số nha chị. Nè đầm vàng 55.000. Lô Mỹ Mỹ có hai quần. Dạ kẹp tóc đó là về chị lấy ra lửa, chị hơ nó dính à chị ơi. Kẹp tóc là hơ là dính thôi chị ơi, có sao đâu. Nó vận chuyển á là nó bị rớt ra vậy thôi, chị hơ là dính rồi. Rồi Lô Mỹ Mỹ hai quần chưa? Rồi. Đầm cam 55 tặng luôn. Đầm vàng 55, đầm cam 55. Hạnh Nguyễn hai quần 50 lấy màu trắng, màu trắng sáng cho bé. Ê Hạnh Nguyễn lấy màu sáng sáng cho bé kìa. Cái đỏ này 55.000 nè. Màu sáng sáng cho bé, lấy vàng với hồng đi. Hạnh Nguyễn lấy vàng với hồng hay đỏ vậy chị đi. Rồi đầm này bán 55 tặng đó nha. Rồi hai cái đầm này bấm số 2 đi. Số 2 nha mấy chế ơi. Chết em luôn. 240 một cái nè mấy chị ơi. Nhớ dùm lon là từ 40 cho đến nói chung là dưới 50 kg nha mấy chị, khoảng 40 mấy kg thôi. Rồi số 2 lon bán 60.000 chơi luôn. Số 2 lon bán 60.000 số 2. Tiên Tiên có đầm đỏ luôn bán tặng rồi đó chế ơi, mua đi. Cái áo này là hàng Quảng Châu nha, nhưng mà nó đẹp lắm khách ơi. Mấy chị nhà có con nít 30 kg mua, người lớn 50 kg quay về. Nè mấy chị nhìn áo nè. Đó. Nguyễn Long số 2, ừ, số 2 là bán 60 tặng đó. Trời ơi, nhận đi ghiền chế ơi. Rồi, cái áo này sale 50.000 chốt cho hai người. Áo hồng 50. Áo hồng 50. Ồ cái váy này đẹp dữ lắm nha. Cái váy này đẹp lắm mấy chị ơi. Váy này con nít 35 kg nha. Còn người lớn thì khoảng tầm
45, 47 kg thôi. Váy này là hàng 200 đó. Váy 60 tặng luôn. Váy 60 tặng luôn. Váy 60 tặng luôn. Áo này là 200 mấy một cái nè. Mấy chị ơi, áo này từ 50 cho đến 75 kg vừa. Mấy chị bấm cho Loan mã áo bụi. Áo này là form bụi bụi vậy nè. Này Nga My mua nha. Cái này mặc less jean, quần short, quần rin, quần bó được hết nha. 75 ngàn lên cho Loan áo bụi. 75 kg dừa 50 đổ lên. 75 kg dừa 50 đổ lên mã áo bụi nha mấy chị ơi. Nguyễn Long tao sao chín không? Không có nha chị Nguyễn Long ơi. Sơ mi nam xịn là 350 nè. Còn cái cuối cùng nha. 55 kg vừa, 350. Hai Thanh Nguyễn có áo. Nè. Hả? 75. Cái này á là áo sơ mi nam 350 Long để cho 100.000 người nào nhanh được. Mấy chị ơi, nữ muốn bận kệ đi, nói gì nữa. Nữ muốn bận nha, tại vì nó là nam nhưng mà nữ bận tại vì nó nhỏ. 55 kg vừa nè. 55 kg vừa còn không nữ nào mua làm móc khoác chơi đi, nhẹ chơi đi, bán 100.000 thôi. Mua đi mấy chị ơi, em sắp nghỉ rồi. Nè mấy chị ơi, lụa hồng 125 Long bán 50 lẻ nha. Trời ơi là trời, ngũ hồng. Sơ mi 100 mấy không? 50.000 lụa hồng. 50.000 lụa xanh. Đẹp quá mấy chế ơi. Thợ đang live lấy đồ. Mấy chị ơi, đừng có comment quần kèm màu nha, Long không chốt được đâu. Tại vì á là mấy chị ơi, mấy chị mua mà comment màu là bây giờ vô đóng hết rồi, đừng comment màu nha, lên màu là xả luôn đi. Chứ bây giờ là bán tặng rồi mà bán màu nó không có lựa được đâu. Mấy mi bóc cho má cái cục áo sọc coi mấy mi. Trời ơi cái áo sọc hồng hồi nãy hàng hà người chốt sao bỏ lại rồi. Đưa cục hồng lên coi. Cái hồng này nãy hàng hà luôn á. Ai hụt à? Trả lại ha. Rồi Long tặng 20 luôn. Long tặng 20 vàng luôn nè mấy chế ơi. Long tặng 20 vàng luôn nè. Vào gom đó lại đi dần. Tặng 20 trắng luôn. Chị Uyên mua thêm quần đi chứ bây giờ là quần nó quá trời màu luôn. Nhưng mà bây giờ là không có lựa được nha. Long bán tặng rồi mua luôn đi. Rồi hồng nè trời ơi. Má ơi nó đẹp nè. 30 luôn. Xanh 50 đó. Áo này đẹp xỉu luôn, 30 hồng. 30 hồng. Nhận đi rồi kìa. Nè mấy chị nhìn là cái chất lông thỏ đẹp ghê không? 30 hồng. 30 hồng. Rồi cái len này nếu nhớ bán rồi mà ta. Len. Len này ai đi xứ lạnh thì mua. Len ai đi xứ lạnh thì mua. Tên gì? Ai? À chuyển rồi. À, nhưng mà nói cho chị hiểu đi là tại vì á là chuyển rồi nhưng mà do là nếu mà ghi không đồng á là tụi nó ăn cắp đồ. Cho nó nói chị thông cảm đi. Ghi có tiền để nó không ăn cắp đồ. Rồi được rồi chị. Sửa đi con. Mai mốt ai nói vậy nói liền cho họ hiểu nha. Tại vì á là mấy thằng shipper nếu mà không đồng là nó môi lấy đồ á. Thành ra là nhiều khi mấy chị thông cảm đi. Nhiều khi lỡ ra thiếu đồ là nó ăn cắp đồ ghê không. Không đồng nó ăn cắp đồ. Mà ghi có tiền nó ăn cắp đồ. Giờ shipper nhiều thằng cũng được. Thằng cà chớn rồi cháu. Cái này dơ Long bán 20 lỗi 20. Lỗi 20. Rồi màu nu 30 tặng luôn nè. Lẹ mấy chị ơi em nghĩ nha. Hà Thanh Nguyễn Hồng lẽ nào 30 kìa Long Thỏ đó. Ừ dưới á. Lấy hai cái quần đùi cho chị Kim Nhung Nguyễn. Chị rồi sao lưng con hả Như?
Ủa cái lỗi này mới nói nhiêu hả? 20 hả? 30 Mai Thanh Nguyễn là này nè. 30 Mai Thanh Nguyễn là này nè. Rồi trắng 30 luôn nè, đẹp lắm mấy chị ơi. Nè xuống bên nãy em lấy cái đầm này là gì đâu không phải. Nè. Ờ tại nãy tắt like lon like lại á chị Nguyễn Thái ơi. Lỗi 20 của chị Trang Nguyễn. Trắng luôn Mỹ Mỹ. Rồi bán 30 luôn hả? Trắng 30 luôn Mỹ Mỹ. Cái này đẹp lắm là đen. Đen 30 là tặng mấy chị lẹ lẹ nha. Em nghĩ để cho mấy em nó ăn cơm mấy chị ơi. Rồi đen 30. Vàng 30 luôn nè. Vàng 30, bơ 30 luôn. Bơ giống cái re cái trắng nè. Bơ 30. Bơ 30. Chị thấy rõ ràng em bán 60 rồi nè. Em bán tặng nữa nè. Dây nha. Dây 20 rồi vậy đi. Dây mặt ngủ mặt lót mà anh đi tắm biển được. Bơ cho luôn Mỹ Mỹ 30. Bơ cho luôn Mỹ Mỹ 30. Đen ai vậy? Đen của Thí Niệm Nguyễn rồi. Dây 20. Dây 20 nha. Lưới nha mấy chị ơi, lưới 30 tặng luôn. Đổ chi có dây 20. Đổ chi có dây 20 rồi, lưới nha, lưới 30. Hôm bữa 70 dành đó mấy chị nhìn nè. Theo luôn. Đẹp lắm, lưới dễ bận lắm, lưới nha. Ủa cái vàng đẹp mà sao vậy? Đây đưa cái áo 250 á, đưa tao xem cái đi nghỉ. Đó đó sọc đó. Ừ đưa ra. Rồi đưa đây hết đi. Mấy chị 250 ngày hôm nay quất 50. 50 ngàn một cái. Màu xám, màu trắng, màu đỏ. Nhanh nhanh nha. Em nghĩ cho tụi nó ăn cơm mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi, chốt giùm Long nha. Lưới 30 đó, đè lên đó. Lưới 30. Rồi cái này 60kg quay về, 50kg đổ lên. Lên sọc trắng 50, sọc đỏ 50, sọc đỏ 50, sọc đỏ 50, sọc xám 50. Sọc lên màu giùm em nha mấy chị. Rồi xám 50. Rồi nghỉ nha. Nghỉ nghỉ nghỉ. Nghỉ nghỉ nghỉ. Nghỉ nha mấy chị ơi. Đồ rất là nhiều nhưng mà ngày mai xả tiếp nha mấy chị. Rồi nha. Để lẹ giùm em. Kim Dung Nguyễn có sọc trắng. Dạ. Ôi sao tự ngu người quá tự nhiên. Đá vô ghế gì à. Hà Thanh Nguyễn xám. Diệu Hân em chào chị. Em bye bye chị. Cương Kim trắng. Còn ai nữa không? Diễm Nguyễn cho dồn đơn không? Quy Giang là màu gì chị ơi? Chị Quy Giang ơi, xám, trắng và đỏ chị ơi. Báo màu cái đi cho tụi nó chốt cái nghỉ nha. Để chị chọn thêm Nguyễn Long. Ok chị. Em là Facebook Mi Vũ Hoàng. Ủa vậy Lê Thanh con biết là Mi Vũ Hoàng nha. Lưới 30 hết rồi. Quy Giang đang cầm rồi rồi. Ok Quy Giang á. Dạ ok chị Hương Dương chốt chứ. Chị Lê Thanh. Dạ ok chị Lê Thanh em biết rồi. Ok bye bye. Bye bye mấy chị yêu. Bye bye mấy chị. Cảm ơn mấy chị nha. Mệt quá. Này like hay like luôn á.